Xe này anh em thấy đang buồn cười không? Xe này FOB đang tắt rồi, tắt mà nó khóa cái xe phạt phạt này. Chết rồi, đâu nó còn thất lạc đâu cái FOB rồi. Lạ hay. Này lúc nào nó cũng cứ mở được cái này, không ổn rồi. Không biết xung quanh ở đây còn một cái tần sóng FOB nào anh em thấy không? Khóa này ổn. Mẹ đi tìm khắp ở đây mà con xe này không biết là cái FOB nó nằm ở đâu. Mày cứ xoay ở khóa này. Biết có ai cài bom trong này không biết. Không có. Trong này không có FOB này, không biết nó rớt ở đâu không nhỉ. Đó, dạy vào ổ khóa này cứ xoay phạt phạt. Đây. Off rồi này. Phải kiếm. Trung quanh ở đây. Ở đây không có FOB nào đây rồi. Cái này thì không phải, cái này là K01. Đây. Cái này thì không phải nha anh em nha. Cái này K01 thì không thể nào bỏ K77 được. 22 chìa. Ở đây không phải luôn. Ở đây tắt luôn hả? Tắt này. Rồi hai móc này tắt hết nha. Tắt. Không biết ở cái xe này tôi đang kẹt cái FOB ở đâu, vẫn mở được anh em. Đây. Đấy, không biết là cái này nó rớt, đang rớt một cái móc của nó hồi giờ ở đây này. Tắt rồi. Không biết ở đây nó còn dí một cái nào ở trong này. Đấy, con xe này từ tối giờ đang đau đầu. Trung quanh ở đây thì không có cái móc nào. Bực mình. Hello cả nhà nha. Trong túi quần làm gì có anh em, mình mới dạy đây mà, cái khẩu trang mà. Tự nhiên mình đùa anh em làm gì, mình đang đi kiếm khắp nơi đây mà không có. Đâu có đùa anh em đâu. Trong này thì ai bỏ FOB ở đây, đang dính cái FOB ở đâu. Rất vô duyên. Đó. Nó không tắt luôn đấy chứ. Đây mình xa xe này anh em này, nó không tắt luôn. Phải chưa? Cái này 3 mét rồi gì nữa. Vậy nó đang bị bận từ tối giờ này. Quái lạ. Anh em không, giờ nó không tắt luôn đấy. Cái móc ở đây có gì đâu, cái mô hình ở đây mình thử SU này mà anh em. Ủa, tối giờ mình đang đau đầu với cái khóa này ở đây. Hai cái móc này chứ mày. Tắt hết rồi gì nữa. Móc này K01 mà không phải. Tắt luôn. Giờ. Yeah. Móc này xe nó hồi giờ ở đây này. Đây có cả cái này thủ công này. Tắt luôn này. Tắt rồi gì nữa. Ủa, dậy mới loại kỳ con xe này chứ. Mình sẽ rất sát vào trong kia coi sao. À, rồi chúng ta sẽ ngồi chia sẻ. Túi này thì không có rồi anh em ạ. Cốp này thì không có rồi, cốp này xa mà. Cốp này để đằng sau rồi. Cốp này mình để u ngoài kia thì không thể nào nó nhận được tín hiệu. Nó trong vòng chỉ 2 mét là kết thúc. Trong này thì không có rồi. Giờ mình dắt xa con xe này ra một phát. Cái này chỉ có 2 mét thôi mà anh em đâu có nhiều đâu.
Đó, 2 mét rồi đó. Giờ nó cứ sáng luôn, ổ khóa kìa anh em kìa, thấy không? Tắt cái đèn này luôn đi. Tối giờ đang điên người à. Từ tối giờ mới bị nha anh em. Khóa của nó mình tắt rồi mà. Không biết nó kẹt đang đâu. Cái này gần đây có cái FOB là thì phải. Đây. Nhà thấy không? Con này. Vấn đề tóc tóc. Đấy mình tắt rồi mà anh em này, tắt thế này là ổ khóa nó phải tắt. Nhiều lúc bận vậy, cái này bây giờ phải rút cọc bình ra rồi. Đây. Phải bị đơ mà. Anh em thấy ổ khóa vẫn còn màu xanh không? Mình xa xe anh em thấy màu xanh không? Phải thú vị. Còn cái này thì hai nút nhấn không thể nào nó xâm nhập qua đây được rồi. Đó. Sáng luôn vậy đấy. Nhà thấy không? Này. 2 mét xa luôn vẫn còn sáng. Còn anh em nhìn thấy không? Ngay chỗ cái còi ấy. Đó, màu xanh 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 á. Giờ chả qua chắc nó bị chập cái gì rồi. Không bao giờ tắt ổ khóa. Rồi bây giờ mình sẽ rút SU ra, móc mình để đây nha. Đôi khi chúng ta phải reset. Rồi. Đấy. Rồi mình rút ra làm lại này. Nhiều lúc cũng bị đơ hay sao ấy chứ. Tâm sự tí. Úi chù. Chà. Rồi. Để chút xíu ấy. 15-20 giây. Anh em thấy làm nghề buồn cười đúng không ạ? Rất bình thường. Rồi chúng ta thử cắm lại xem nào. Rồi ok rồi đấy. Rồi chúng ta thử tìm xe xem nào. Đó anh em thấy không? Đùa anh em làm gì? Bây giờ đang ở chế độ màu đỏ này, không mở được nữa này. Thấy không? Đó làm nghề đôi khi chúng ta phải rút SU hoặc đồng thời mở cọc bình ra. Rồi dí on này. Đó anh em thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt đi, xem nó có đơ không này. Rồi coi nó tắt không đó. Đúng không? Đó nhớ mang chút kinh nghiệm đó nhá, không cần tôi móc đâu, sáng luôn hết pin đấy. Anh em phải mở cục bình ra reset hoặc là rút SU ra, hay không ạ? Hay cho xin chào một tay. Đó chứ nhiều lúc anh em mình bảo mình đánh ban những cái này thật thực tế là có rồi đấy nhá, diễn ra ở xã hội rồi, do nhiều anh em chưa gặp. Bây giờ mình sẽ mở này. Không được nữa này. Rồi, mình nhấn ổ khóa này. Led xanh này. Được chưa? Trong vòng 20 giây, mình không sử dụng nữa. Tự động nó sẽ ngắt. 20 giây. Nó phải tắt. Đó là ok nha. Cứ 20 giây anh em sẽ nhầm nhầm 20 giây sẽ thành công. Đúng không ạ? Hay đúng không ạ? Rồi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện khoảng 30 phút. Rồi cho Tuấn sẽ về nghỉ. Làm nghề là chuyện bình thường. Nhiều khách hàng làm vậy tới. Nhiều thợ cứ mò mò mắm mắm. Thì anh em rút cọc bình ra. Để lại cho vòng khoảng vài giây hoặc là vài phút. Anh em làm lại phát ăn ngay. Nó bằng tất cả kể cả máy chuẩn đoán này này. Nhiều lúc anh em ép nó không được. Anh em phải rút nguồn qua. Nó mệt lắm làm cái nghề điện tử FI mà. Chúng ta đây còn chưa biết điều gì, huống chi là con xe.
Rồi Tuấn cảm ơn những anh em tham gia khóa học 15 đêm kết thúc vào đêm mai. Đêm mai sẽ còn một tiếng nữa là chúng ta kết thúc 17 đêm gì đấy. Rồi, đêm ngày mai Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em một tiếng đồng hồ nữa và chúng ta sẽ kết thúc. Và anh em khóa học kế tiếp 1 triệu. 1 triệu tới phút này nhiều anh em vẫn hỏi học được cái gì. Tuấn ơi, bạn cho mình hỏi 1 triệu mình đóng cho bạn 1 triệu mình học được cái gì của bạn. Thì bây giờ anh em thông cảm này, tìm Tuấn dạy là khác những cái nơi khác, người ta phải viết những cái comment nó khá là dài, nó viết như kiểu một cái sớ đấy, khoảng 15, 20 hàng, 30 hàng, nó như kiểu mà cái remap mở tour đấy, cái mã gì thì nó khá là dài và nhiều anh em đọc nó sẽ cảm thấy mệt. Rồi thì mình viết ngắn là khóa học full sang điện tử với giá 500.000 cộng bộ tài liệu 500.000 chỉ là 1 triệu, học được cái gì? Học về những cái cơ bản. Là đầu tiên, hai buổi đầu tiên anh em sẽ đo sử dụng đồng hồ, linh kiện điện tử, rờ le, mô bin sườn, đúng không ạ, vân vân. Và đêm thứ ba anh em sẽ thực hành từ con xe lít lên tới AB, rồi dần dần lên đề từ. Đấy, và đồng thời anh em sẽ phân tích dữ liệu trên máy chuẩn đoán Smartool và Motocan. Ok chưa, đo kích, đo ôm, đo xoay chiều, đo cuộn điện bao pha, đo IC, thực hành trên mô hình, 10 đêm 1 triệu quá rẻ. Không được học hết 100% nhưng nghĩ trong đầu học được 80%. Ngày mai xử lý ban bận, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ chết IC. Tôi dám đảm bảo với các bạn tham gia khóa học 1 triệu thì các bạn mà cứ làm theo tôi thì tới tận già nó chả bảo chết IC. Hôm nay tôi lại đọc được bài viết bảo một con xe ở dính trời mưa đề hoài liên tục chết IC. Tôi từ bé rồi mẹ tôi vứt luôn cả dàn xe tôi xuống mương cho nó khỏi nổ luôn, tôi đề lên nó chẳng bao giờ chết IC cả. Đấy, hôm nay tôi lại đọc được bài viết bảo trời mưa quý vị đi xe mà bị nước mưa vào không nên đề nó bị chết IC. Mẹ tôi từ lúc làm nghề giờ tôi chưa gặp cái ban nó bao giờ. Đấy. Cái ban gì mà ban đi trời mưa mà đề dai bị chết đi xe, ăn khắn dâu, ăn viết comment thì tôi xin thua. Không biết là mới ăn cứu ra cái mức độ gì tôi thua. Con xe về tôi nhém mẹ xuống suối luôn, tôi vớt lên. Thì đương nhiên bây giờ tôi xúc rửa xăng xịt khô nó lại nổ chứ mắc mớ chết đi xe. Vậy trời mưa nhiều người cố gắng để hết bình thôi. Để chết IC khá là khó, anh em hiểu không ạ? Trừ khi lấy 12V dí vào dây tín hiệu nó mới chết. Khóa học trong vòng 1 tuần nữa anh, khóa học 17 đêm này, đêm mai nó sẽ kết thúc và Điền Tuấn phải nghỉ 5-7 đêm cho nó đỡ phải căng thẳng, đỡ phải nhìn cái điện thoại, phải căng đét cái mắt. Đây, anh em học online học như thế này này. Đấy, Tuấn sẽ quay cam lại, nó chỉ nó cứ nét tưng như vậy. 1 triệu bao tài liệu, 20 người rồi, hơn 10 người nữa tôi sẽ chạy. Tôi thấy nhiều người mẹ chia sẻ văn bận rồi, tôi thấy mẹ phun xăng điện tử, thấy nó ghê thế. À, anh Bùi Tiến thông cảm, buổi tối nay ấy, thì Tuấn đang dạy là tất cả anh em gọi Tuấn không nghe được, anh em truy cập vào Zalo. Số điện thoại 0909755993 á. Anh em nào ép dùng số điện thoại thì Tuấn lên đó dùng cái. Anh em đưa dùng số điện thoại mình lên đó dùng cái. Anh em truy cập vào Zalo cái số ấy đây. Đó, em thấy đau đầu về phun xăng điện tử ấy luôn. Anh em chia sẻ đi thì Tuấn khỏi cần chia sẻ. Sẻ gì? Đây số điện thoại thì Tuấn này Zalo nhá. Triệu bạc về nhà anh em thì phải ngoáy một phát lấy lại vốn kiến thức. Không được 100% cho với khóa học 15 đêm, bởi vì khóa học này 1 triệu tôi nói rõ luôn. Đấy. Thì đương nhiên nó phải là phê. Thật sự vài cộng lông của con xe phu sang điện tử này nhấp nhả. Dám nói có tem với anh em ấy. Thì mình không hiểu sâu về cái thời gian full, thì mẹ nó full mẹ một tiếng đồng hồ hết bao nhiêu lít xăng thì mình thua.
Và cái con cảm biến này thì nguyên nhân tại sao chết thì mình thua. Và hỏi mình có làm được con cảm biến không thì mình thua. Mình chỉ biết là vậy, mình chỉ các bạn phích một phát biết nó chết, quăng hai con mới là xong. Anh em hiểu không ạ? Xin chào anh Nguyễn Văn Trương, 1.000.000 bạc. Đấy, lại cho em một khóa nữa. Thôi, tay ga Quốc Cường thôi. Thế hôm nay buồn buồn thật sự, nhiều anh em cứ hỏi em với nhiều lúc anh em chia sẻ bài viết xong nhiều anh em lại chụp lại gửi cho em đọc những cái comment em không hiểu. Bởi vì anh em phải hiểu rằng là em là cái thuộc cái dạng như anh em hơi bơm hơi vào lốp. Vậy để làm phun xăng ngày hôm nay thì không phải là dạng vừa. Những để chuyên sâu ấy thì em chẳng chuyên sâu đâu. Để phun xăng thì tự ném bật phát chết. Thì anh em hãy nghe thì Tuấn 1.000.000 bạc. Còn mua máy vào trong nhóm hết. Thử xem có phê không, mẹ bỏ ra 500.000. Bây giờ mua tài liệu trên mạng 700 đúng không? Về nhà như kiểu mà vịt nghe sấm đánh ấy. Thì coi như ok thêm 300.000 nữa. Vào tham gia khoa học bên tay gà thì Tuấn xem. Vài bố vẽ ba quyển tài liệu mẹ sơ đồ mặt điện rồi cái gì sờ mất cây mất yếc thì đố anh em học được. Được chưa? À, Duy Lê, ok, cảm ơn An Trai, Nguyễn Thanh, học suốt, luôn hả ăn 15 đêm. Cái khóa này chỉ có 10 đêm ăn ơi. Khóa 17 đêm đây em vừa kết thúc. Vào đêm mai nữa sẽ còn 1 tiếng tri ân anh em. Và ôn luyện cho anh em khoảng hơn 1 giờ. Và đêm ngày mai em sẽ chia sẻ cho anh em công dụng của Smart Tool. Để kiếm tiền như thế nào. Được chưa? Rồi đêm mai em hẹn anh em là cố gắng là 7 rưỡi, mai dạy 8 rưỡi xong. Rồi. 20 giờ 45 phút đêm ngày mai chia sẻ Smart Tool công dụng kiếm tiền như thế nào. Anh em tham gia khóa học đi, tài liệu đây này. Nhiều lúc anh em hỏi tài liệu có cái gì, có một màu một trắng đen, sơ đồ mặt điện, thế thôi. Cái quan trọng anh em chịu khó tò mò, và bây giờ anh em có xe về nhà tháo 10 đêm ghiền về phun xăng nhiệt tử. Chỉ có xe có phun xăng nhiệt tử là múc. Honda, Yamaha, SQM nói về phun xăng nhiệt tử, đo kiểm quận là múc. Ờ, CE anh em có làm được sở mất kỳ đâu. Anh em có đọc được kỳ thôi. CE cái bản mà 7 triệu mấy hay 8 triệu mấy chỉ đọc sở mất kỳ thôi, không có đăng ký được nha. Ờ, xin chào em trai Hoàng Dâu Tây Ga. Anh bữa nay mẹ nó cứ lên ký gần 70 ký ở đây mà. Tóc cứ dài, dâu cứ dài lên. Đấy các bạn tranh thủ đi, tài liệu Đình Tuấn gửi. Đăng ký sớm thì có tài liệu nhận sớm thôi. Rồi lúc mà chúng ta vào học chúng ta có tài liệu chúng ta nhìn. Nhiều anh em cứ chờ tới 30 Tết mới đăng ký. 30 Tết thì mùng 3, mùng 4 Tết thì mới nhận được tài liệu. 30 Tết anh em đăng ký thì mùng 4 Tết mới nhận được tài liệu. Thì đăng ký sớm đi. Đấy, ngày nay mình gửi mấy chục bộ ấy. 20 bộ rồi. Đấy. Ok, đăng ký gửi mấy bộ tài liệu gì đâu. 1.000.000 bạc, chuyển khoản. Hoặc là anh em để địa chỉ, mình gửi cho anh em. Rồi mình sắp xếp cho anh em cái đường link và truy cập trong nhóm. Một tuần nữa mình sẽ dạy. Đăng ký là vừa. Nguyễn Thanh, anh cho số tài khoản. Anh vào Zalo cho em anh ơi. Anh cứ vào Zalo hết để em kiểm soát. Đây Zalo số điện thoại này này. Để em kiểm soát. Anh truy cập ngay vào cái Zalo này để em dễ kiểm soát. Được chưa? 0909 75993 Zalo. Ok, 1.000.000 dạy đọc mấy cái này luôn này. Đúng không? Anh truy cập vào Zalo cho em. Đây này, đó em sẽ kít bì này. Rồi có 1.000.000 bạc mà. Cứ phun xăng điện tử em chỉ cho anh em 10 đêm phải ghiền tới tận xì. Rồi kiếm tiền tham gia khóa học sâu hơn một tí. Rồi học phun xăng điện tử với Đình Tuấn bắt bận bằng cái này thôi nhá. Anh em đừng có chê. Cứ bảo học tay ga Đình Tuấn đủ thấy nó làm đẳng cấp lắm mà nó bắt bận cái này. Đừng có chê. Làm theo tôi đi các bạn sẽ thắng.
Mẹ nhiều thằng nó chửi tôi bảo mẹ nó làm bao nhiêu tiền không mua được cái bút. Ừ, với tôi chỉ có thế này thôi. Mà phút sang thì tử nó cứ chết như dệt đấy anh em ạ. Đúng không anh em? Này, mẹ hơi bị bén, đâm vào chảy máu này, cái này này. Đấy, kích hoạt. Đấy, rẻ tiền. Dùng tới tận già không hư, bể bóng đèn này, lại lắp bóng đèn khác. Mà con điện trở này, à, cái con LED này ấy, thì chắc là dùng tới mãn cuộc đời. Bởi vì tôi hàn ở đây nó khá là cứng. Bởi vì nó không rung lắc thì làm sao nó gãy được dâu. Không, mà chẳng bao giờ chết cả. Cái lò xo này chắc xài khi nào chết mang theo luôn. Lò xo xít tốp. Cái kẹp này chắc là kẹp chắc chẳng bao giờ hư luôn. Bởi vì có làm gì đâu mà hư. Kẹp vào mát, kẹp vào dương ắc quy. Cứ gọi là kẹp. À, chà chà, đau quá. Đau quá. Thì làm sao mà hư được. Ok anh Minh Nguyên, xin chào anh trai. Được không nào? Nhưng các bạn phải chiêm ngưỡng được hết cái dàn xe này về phun xăng điện tử nha. Ngoài cái khác tôi không chỉ có phun xăng điện tử, ok chưa? Đó. Còn nhiều xe lắm anh em ạ, tiệm trên nữa cơ. Ít bữa nữa tôi mua thêm 3 dòng xe mới nữa. Để đầu năm 2022 tôi sẽ phục vụ dạy anh em trực tiếp tại cửa hàng. Trong năm nay tôi sẽ phục vụ 3 con xe đời mới về đây. Bữa giờ mua chưa có anh em, mua xe mới nó hơi bị chát. Đấy. Mày bỏ ra 500 nghìn học phun xăng điện tử chỉ là hư vô. 500 nghìn mới kèm theo tài liệu 500. 2022 Đình Tuấn sẽ tiếp tất cả anh em trực tiếp tại đây. Có một phone môn phê về FI cho tới nồi niêu và đồng thời sẽ là động cơ. Còn cái mảng cái đồng hồ này thì anh em bỏ đi đừng có sửa. Ăn chẳng bao nhiêu tiền hết, đồng hồ cũ bên đây nó bán có 500-600 ngàn đầy. Test match. Đó, và ngày mai sẽ dọn nốt cái này cho nó gọn. Chỉ có để tấm kính thôi, hai cái bàn này bỏ, chỗ này chỉ có xếp đồ. Được chưa? Rồi, nó gọn này anh em, tủ nó gọn không? Quét lắng o. Ngày mai chỉ cần đẩy cái ghế này là chạy. Đấy. Mai mua ít bóng led cầu ở trong này. Này đồng hồ thì Tuấn sử dụng nó phải cỡ này này anh em. Thì làm sao mà áp bơm mới là bùng đốt nó hành được anh em. Đó, Đình Tuấn đây nguyên cửa hàng của mình nhá. Bán ra bán cái này là phụ cho mình nhá. Đo áp nè. Cái này cân hơi nè. Áp suất bùng đốt nè. Cái kia tiếp tục đồng hồ kia nữa là thiết dùng đồng hồ này, đồng hồ kia, đồng hồ này. Đó, cái này là mình phục vụ cho cửa hàng mình anh em thấy không? Thì phun xăng điện tử để đo áp suất bùng đốt này. Áp suất xăng này thì không bao giờ để cho sai lật. Ăn bao nhiêu cũng hết, đầu tư chỗ này khoảng hơn 2 triệu. Đó. Được chưa? Còn này phục vụ cho anh em giả lập. Đây, đồng hồ đã áp bơm, mô bin, lật phật. Đấy, tủ này mới dọn. Đây ghế phó giám đốc ngồi. Thấy không? Đây các bạn làm việc ngày mai dọn tiếp. Ok. 500.000 comment đăng ký. 500.000 mùa dịch ưu đãi cái mùa cuối năm này, máy móc, máy sờ mất tun. Đúng rồi đấy, đồng hồ như dạ kia mà mai dọn nốt lau chùi cái bẩn quá anh em ơi, mà nó đang bị rột ở đây này. Ơi, nó đang bị nhỏ rột phải đắp cái khăn ở trên này này anh em thấy không? Nó đang rột ở đây ướt vừa rồi nó đốt cái tivi rồi. Đó, vừa rồi nó rột ở trên này nó đốt cái tivi rồi. 75 inch nhiều anh em bảo nhỏ không nhỏ đâu nha. Nó to hơn là cái bức tranh này anh em nhìn ở tivi nhìn thấy qua điện thoại nó nhỏ thôi nha, ra ngoài to lắm, cái tivi này ấy, gần gấp đôi nha. Vừa rồi nó đốt cái tivi anh em thấy giọt không? Đấy, bên này nó đốt bên này nữa này. Đấy, mưa sắp lụt rồi. Mai phải dẹp tiếp. Thôi sửa đồng hồ làm gì anh ơi? Anh Cường ơi, bỏ đi anh Cường ơi. Bỏ đi anh. Bỏ đi. Mẹ 500 nghìn các bạn cứ đâm đầu vào mua tài liệu. Thì tài liệu bên tay ga Điện Toán 5 lít, 5 lít khóa học nữa. Đêm bỏ ra có 50 nghìn.
Cái kiến thức nhận được là vô bờ bến. Chuyên sâu làm cái gì cho đau não. Cứ miễn sao học tay ga thì Tuấn bật bật là múc. Sửa đồng hồ làm cái gì ăn? Không ăn thua. Bây giờ sửa đồng hồ chết vài con trở thì thật sự ăn làm. Thật sự mà để nó nước nó vào nha. Nước nó vào thì vào tức thì không sao. Nó ngâm như kiểu ở miền Trung ấy. Hà Tĩnh nè, Quảng Trị nè. Thì tốt nhất không nên sửa. Bởi vì nó thối hết men. Nó mục hết anh em hiểu không? Anh em phải nạo, anh em phải chạy chì chạy dây đồng. Chẳng qua rảnh rỗi hoặc là người ta chuyên làm đồng hồ. Thế làm đồng hồ không có ăn. Test mắt. Em nói cho anh biết, nhiều cái ba nó dễ thì thay trở thay đồ thì nó dễ. Làm cái đồng hồ được 200-300 ngàn bạc, test con mắt. Dễ thì dễ ăn thật. Nhiều cái nó chua, nó như kiểu FI ấy, còn hơn cả FI. Anh em nhiều thấy nhiều lúc bị ba FI nó hằn không? Đồng hồ còn gấp 10 lần như vậy. Khi nào làm đồng hồ được thì chúng ta phải hiểu kiến thức nó là một con vi xử lý và mặt điện nó chạy như một con IC. Thì lúc đấy chúng ta thích làm đồng hồ thì mới làm. Điện tử chúng ta nhìn một phát, chúng ta biết ngay con này con gì. Nó như kiểu à nhìn cái con này biết là con TB. À TB cần cái gì? Nó cần một cái điện áp nhất định là 5V và mát và dây tín hiệu gửi về IC. Thì chúng ta mới nghiên cứu vào đồng hồ. Còn Đình Tuấn ở đây làm cũng cho nó vui thôi, không hiểu sâu. À và nhìn một phát con vi xử lý là gì? Nó đơn giản như con IC. Mấy chục chân hoặc là 33 chân, 39 chân. Biết chân này chân gì. Đo một phát biết. Bây giờ nhiều bố điện tử ở đây mẹ bảo bây giờ cứ bảo vi xử lý chết. Thế nào là vi xử lý chết? Không biết được. Hoặc là bây giờ nhìn phát con này là con CKB 6 sợi dây hay là nhìn vào cái con đó trong đồng hồ mặt điện tử phải đo phát như thế nào ngay. Bởi vì chúng ta bây giờ cứ làm là cứ học mót là chúng ta cứ làm theo ba gem như vậy. Làm một bốc một phát cái đồng hồ điện tử phải hiểu hết ở trong cái main. Đó, thì thật sự lúc đấy cái đồng hồ không giống hẳn. Còn bây giờ anh em mình cứ chập trọ tổn thương cái đầu. Làm đồng hồ không giàu được. Còn cái chuyên mà làm đồng hồ với turbo một ngày người ta làm mấy chục cái ấy. Đấy, người ta có 4-5 người người ta làm chuyên về đồng hồ turbo không ấy. Thì cái đó không nói, đó là cái sự chuyên nghiệp. Còn bây giờ thợ mình cứ lo chọn một phát thì phải vào. Tin Tuấn hỏi nhá, nếu anh em nào làm đồng hồ hay là turbo nhiều lúc nín đái luôn. Rồi cuối cùng lại hư thận. Bởi vì đang dò tới cái mặt đó, không dám đứng dậy đi đái. Bởi vì nó nhiều con linh kiện quá mà, bây giờ đứng dậy đi đái lại tiếp tục lại phải dò lại, không biết ở điểm nào hết. Anh em hiểu không ạ? Đấy, phun xăng thì từ bây giờ chúng ta chưa làm được thì đồng hồ chúng ta đừng có mơ, chẳng qua làm cho nó vui thôi, con điện chờ hồ cháy cầu chì rồi cho nó vui thôi. Chúng ta phải hiểu sâu như phun xăng thì từ phát bốc phát con rờ le cầm lên 5 chân, chân này chân gì. Còn đồng hồ bây giờ cứ hai cái cây hai que cứ dí nọ dí kia mẹ mắt cứ vậy thế này này, lại cần kính lúp nữa chứ, tổn thương mắt. Xong lại hít mấy cái chì vào. Mà hít chì không, cái khói chì không á. Nó đã sặc mắt rồi. Vàng hết con mắt. Xong rồi đi bệnh viện mắt hết. Em từ bỏ ngày xưa em yêu cái nghề điện tử lắm á. Chỉ ghét. Cũng bỏ. Nhiều lúc học để cho nó biết, để trên mạng người ta đỡ hù ma dọa khỉ. Có nhiều cục IC á, Aliabet nhiều bố móc ra á. Có mấy trăm ngàn cục móc làm cái gì. Nó chết nhẹ, đánh lửa hoặc là nó nổ cầu chì hoặc là chết iốt bảo vệ điện áp thì mổ ra chơi. Nhiều bố cũng mổ ra, sửa được mẹ đâu. Giờ con IC bao nhiêu tiền? Con mẹ tôi bán con IC 900 triệu bạc. Ngồi để móc cái con IC của Novo, Alijabet ra để móc ra để sửa. Mẹ nó bị tới vi xử lý, có mà ăn mắm. Chẳng qua nó chết ba con chan đánh lửa rồi bơm xăng rồi phịch phịch. Hoặc là nó nổ iốt bảo vệ điện áp hoặc là cầu chì dán cho nó vui vậy chứ. Anh em hiểu không? Tài giỏi mẹ mấy cái đó, quan trọng là nhanh để kiếm được tiền ấy. Em nói ra đây thì nhiều anh em đang làm nghề về đồng hồ điện tử
biết chút chút thì nhiều lúc anh em chê thì Tuấn thế nọ kia, nhiều bố mẹ quăng lên mổ, mẹ đo tay thì cầm hai cái mỏ hàn như cái thằng mà thiếu rượu ấy. Thì mẹ có mỏ hàn tay ga thì Tuấn đây không phải nó sao, thì mẹ hàn tới đẳng cấp luôn ấy, mà chưa xi nhê gì không dám ho, bởi vì mình không chuyên. Nhiều bố cầm mỏ hàn livestream lên mẹ đây cầm thì mẹ tới thẳng mắt, mẹ còn trẻ năm nay hơn 30 tuổi, căng đét mắt này hơi bị nét đấy anh em. Nhiều bố còn kín lúc nữa, ăn ai không phải ăn Bùi Tiến thôi, em nói thật. Nhiều anh em bảo ghét, nhiều bố bảo ừ thì mẹ tu bô này sửa cái này để thế nọ thế kia, Alibet rồi hết đời. Ở đây cần gọt 10 cục IC của Alibet, 1.900.000, 1.1 triệu tùy theo. Còn ở đây mẹ ba cái ban, ví dụ như future mẹ nó quá sạc thì đương nhiên nó nổ con iốt, ghi mặt gọi là iốt bảo vệ điện áp quá dòng, push, chậm thì bật khóa điện lên nó sẽ mất hết và đồng thời sẽ cháy cầu chỉ tổng. Anh em hiểu không? Múc ra thay nó vào, nhưng phải mổ phải tiểu xảo nữa, xong rồi chan đánh lửa, chan bơm xăng, lấy mấy trăm ngàn anh em khò tét mắt. SCR lít này nó bán 900.000 triệu cục, chẳng qua ban nhẹ mình sửa, mẹ nó vi vào tới vi xử lý rồi sửa cái gì, ngồi móc ra mấy cái linh kiện chẳng qua mới bố dặn. Mẹ gặp Định Tuấn ở đây và thật sự bữa nay là nghỉ chơi sửa led sửa đồ luôn, chẳng qua IC anh em mang tới cái ban nào khó làm, thời gian đâu để dò mấy cái mặt đó anh em, làm anh em lượng 300.000 thì phải tét mắt. Cái việc đấy làm việc khác, rảnh rỗi thì làm được. Bây giờ thời gian đâu, nghe điện thoại anh em online bán hàng, vứt cha cái đó thì đúng không? Đâu nó vào đó hết rồi. Làm cái khác nó còn nhanh hơn. Đó, còn người ta chuyên ấy, người ta phải hiểu như Tuấn vừa rồi nói cho các bạn ấy, như kiểu phun xăng điện tử ấy. Đó. Còn nhiều bố bảo thiết lập phần mềm, phần mẹ kia, mẹ làm được chưa? Mẹ nó toàn nói phét. Bo thì đặt Trung Quốc, về nhà mẹ nó nói vài linh kiện không làm cái gì. Quan trọng là mẹ nhăn để về đích. Ở sạc pin chú anh em ạ. Tài nói phét gì. Mẹ quan trọng tiền nhiều các bạn đầu tư. Mẹ về nhà khác nó sẽ giỏi hết. Còn bây giờ học có mà học cho cố vào, về nhà không có việc mà làm, không có đồ chơi thì anh em về con số mo hết. Kể cả phun xăng điện tử, Đình Tuấn chẳng bao giờ cần biết ở nó phun 2.2 hay là 3 chấm hay 3.2, kệ ông nội nó. Bận tâm làm cái gì? Bận tâm nhìn vào cái cô oxy và coi ECM nó hiệu chỉnh chút, cộng trừ bao nhiêu phần trăm là nằm trong cái giải tiêu chuẩn và kết thúc. Mẹ mày bị oxy hả? Đập mày oxy luôn hả? Kim phun hết đường. Nhiều xe nó bị mo ve dây thì mẹ phải phích cho mày phát chạy dây rời, kết thúc một phát mổ dây chạy bên trong cho nó đẹp, lấy tiền cho nó đẳng cấp thế thôi, có cái gì đâu. Đấy, làm cái nồi cho nhanh lượng lúa, cầm con sờ mắt tun remap cho nó nhanh, phun xăng điện tử vào óc cái là múc cặt cặt hay là sờ mắt ki. Cái quan trọng là chúng ta học trong vòng khoảng 10 mấy đêm anh em khóa này. Thứ nhất là hồi giờ chúng ta chưa được học thì nó bỡ ngỡ về phun xăng điện tử. Anh em và các bạn cứ theo Đình Tuấn đi hết cái năm nay đi. Anh em cố gắng luyện đi. Sau này cái vá lốp xe với thay bình nhớt chắc còn dễ hơn cả sờ mất kỳ. Mấy hệ thống ABS. Cái ABS với cái sờ mất kỳ sau này anh em cứ tưởng nhớ đi, nó còn dễ hơn. Có cỡ cái dòng IC này Đình Tuấn cầm trên tay biết nó sống chết. Nếu có xe nó sẽ càng nhanh. Càng nhanh, nếu có xe nữa thì thật sự con đi xe chỉ cần phích một phát biết sống hay chết. Nhanh tới mức độ như vậy. Chẳng qua nó lâu cái là lâu gì? Lâu tháo đẹp tháo. Bởi vì đồ chơi Đình Tuấn ở đây chưa dạy anh em, Đình Tuấn đã có một đống đồ chơi và dàn xe rồi cơ. Chứ không phải là ý định để mình dạy mình phải mua xe. Mình ý định mình dạy mình mua xe, lỡ mà anh em không học thì dàn xe đấy bán rẻ hết rồi. Cái dàn xe Đình Tuấn có trước khi dạy anh em. Chẳng qua sau này mình dạy mình bổ sung thêm vài con thôi. Đấy, chứ không phải là ý định là mang ra dạy để đầu tư dàn máy. Ngày xưa chưa có các bạn.
chưa đại chạy, máy gì không có anh em. Mẹ cái loại mà tua đồng hồ mấy chục triệu còn có cơ. Smart Tool mới ra cái V1 là múc, Motocan múc, MST múc, thứ gì không có anh em. Xe FI IC, và đặc biệt cái trời nó thương, mình chịu khó học, khách hàng ở đây mang xe vào nhiều, cứ vậy mà vợt. Xe ngày xưa còn làm cơ sở dưới kia, xe thì thật sự năm thằng thợ làm tới 9-10 giờ đêm, cứ xe ga nồi động cơ bổ liên khúc, chiều mưa ban bận đủ các loại, và thợ mang đến ắc cái bộ não là sẽ giỏi, và đồng thời dạy anh em thế thôi. Các bạn cứ nghe tôi là các bạn sẽ thắng. Tôi là cái thằng đi từ đôi bằng dép lê đi lên được ngày hôm nay thì anh em phải biết nó lợi hại cỡ nào rồi. Còn đẻ ra mà có nơi tựa tắm hay là đầu tư cái này, có người cho tiền hoặc là cho vay tiền thì tôi lên mây ở lâu rồi. Tôi nói thật, tôi ở đây là từ cái vũng bùn đi lên, bởi vì gia mẹ khá là nghèo, mà được ngày hôm nay thì các bạn biết nó phải bỏ ra cỡ nào rồi thì mới được ngày hôm nay. Ngày xưa tôi làm đồng nào tôi mua hết, cái máy xúc rửa kim phun kia ngày xưa 10 mấy triệu á, vợ nó cản tôi đập luôn, bởi vì cái máu nó thích là mình múc. Nhưng cái thời phải cho, mua về nhà cái lượng, cái dạo lượng khách tôi làm ngày tôi đủ hoặc là 2 ngày tôi đủ mua cái máy, có cái gì đâu mà đấy, nên tôi không có e ngại ở vấn đề đó. IC đấy thiếu gì, yêu chị IC ở đây á nó ngang với bán phụ tùng của anh em, mà mã nào chả có chẳng hạn như vậy. Có cái gì mà sợ, cái IC thì anh em hiểu rồi, anh em đo trong đầu anh em, khi mà anh em biết rồi thì anh em chẳng cần gì phải đắn đo, nó là 50 để loại trừ cả múc là khác chết. Trải qua nhiều anh em cứ thấy nhiều ở anh em ở chia sẻ những cái phun xăng điện tử, cảm thấy nó to tác, cảm thấy nó chuyên sâu quá, nhiều anh em cảm thấy nó sợ. Anh em cứ cảm thấy thả nhẹ cái lòng anh em ra, không có gì phải ngại cả. Sau tương lai anh em cảm thấy ráp cái xe ga và làm con xe ga nó dễ hơn con xe cúp 78, dễ hơn con xe 67, dễ hơn con The Dreamway. Ngày xưa tôi cũng như các bạn, tôi bảo mẹ con xe ga này chết mẹ mất phun xăng điện tử, cái bơm lên e này báo lỗi này, mình không biết gì. Dreamway xe cúp nó không báo lỗi, cắt dây nọ chập qua dây kia chạm ra mắt sườn chẳng sao. Nhưng sau này anh em có thể quay lại cái xe này, anh em sợ nó tận giả, bởi vì nó quá khổ. Mẹ làm cái máy không căn bộ hộp số không, tiếp tục lại nồi nữa. Xe ga bây giờ tất cả nó sạch sẽ. Cái quan trọng là một thằng thợ tiện ở quê mình nó làm ngon về cái rên, quả, súp bắp, cam cò. Cam cò thì mình nhìn mình biết rồi, súp bắp thì mình cũng biết rồi, mình lắc nó không tè đầu, hoặc là độ dơ nó không cho phép quá nhiều, mình biết rồi. Đấy, quan trọng là thằng FG thẳng, không bị đông, xoáy nòng tốt, mẹ lắp vào một phát ăn ngay. Còn cái nồi nó là cái nồi rời, nồi khô, tháo ra loại trừ để nổ cái động cơ không. Anh em cứ theo đi, không phải bảo tính toán thì nó phải lag rồi. Nó nói cảm thấy dễ như vậy nhưng làm khó há mồm, nhưng anh em thử làm phát. Kể cả nhà các bạn đang mới mua con SH về, con vợ mới mua cho con vợ khoảng 70-80 triệu, bổ cái máy luôn. Nhiều các bạn sợ mất gym, như vậy là các bạn thua rồi. Bây giờ nhiều lúc anh em nó nói này, rồi hai vợ chồng hồi giờ lấy nhau, như bản thân tôi đi, khoảng 11 năm rồi tiết kiệm bao nhiêu 11 năm nay mua cho con vợ SH Mo đi cho bằng người ta, cho con mái của mình nó sướng, về nhà nâng niu cọ, ôi em đi về đi ăn rửa cho, bản thân tôi đấy cũng vậy, thôi em đưa đây ăn lấy nước ăn rửa cho nó xét hết cưng, bởi vì không có tiền. Đó, cái vợ tôi đi về phát tôi lại lấy cái nước sạch tôi xịt, tôi sợ nước mưa thì nó xét, tôi lại thấm xà bông vào cái xà bông mà rửa chén ấy, tôi lại lấy cái gì, lấy cái màn, ở ngoài Bắc gọi là cái màn, ở đây gọi là cái mùng, tôi cắt khúc ra tôi lau láng o, xong tôi lấy bình hơi tôi xịt đấy. Tôi dắt xe lên nhà tôi, mẹ sau này tôi rã hết, từ cái nồi cho tới cái động cơ tôi bổ luôn. Vợ bảo chú 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 ăn xe mới sau rã nó hư hết. Dạ đấy, nhiều các bạn thì sợ mở ra bể cái chốt mà xịt sò, chốt có cái gì đâu, bể nhiều quá thì thay nhựa mới nó rẻ. Thì đầu óc tự nhiên cái tay của mình nó sẽ có cảm giác về con xe phun xăng điện tử, khắt vào chúng ta vỗ nhựa bọc
nó kêu pắc, nó bung ra. Không phải là vã mồ hôi, khách hàng lại tin tưởng, sau này nó lại giới thiệu nhiều, lại có tiền. Đấy, nhiều anh em bây giờ mua xe về nhà không? Bạn bảo bạn ơi mở nồi ra vệ sinh lại đi, tập căn. Bạn mất gì? Mẹ con vợ ngày đập cho 3 phát chưa mất gì. Con xe mua có mấy chục triệu. Đúng không? Mình làm ra nó chứ nó không làm ra mình. Thì lấy con vợ về nhà không mất gì. Mẹ cứ gà gà đập đêm mịt mẹ 2-3 phát. Nó sẽ bảo mất gì. Mà mới ông lấy con vợ về nhà khéo có được jean hay không? Con xe máy ai bảo mới ông bảo jean à? Ông biết một cái khâu này lắp ráp bao nhiêu thằng thợ không? Nhiều lúc lỗi nó còn tháo ra không? Mới ông về nhà cứ nghĩ là mua cái head salon về nhà nó còn jean. Đấy, đấy. Tôi nói thật luôn cho rồi, tôi bản thân tôi từng trải, có nhiều anh em nào cứ sợ như vậy, thì anh em phải thoải mái lên. Con jean cái lô rốn. Bây giờ nhiều ông lấy vợ bây giờ, cái thời buổi bây giờ cứ đòi jean cái lô rốn. Nói thật luôn. Kéo nó đi qua 3 thằng, 7 thằng, 8 lượt rồi. Mà tới các ông. Thì có các ông con xe mới ông cứ kiểu tưng chứng. Chúng ta làm nghề này mà. Xác nhận đi với cái nghề rồi thì con xe mua về phải đọc. Để nghiên cứu. Có nhiều ông mẹ có xe thấy mẹ phủ luôn cả chân cả mền. Tôi bản thân tôi rất kỹ, ngày xưa tôi chạy con Attila cơ. Ngày xưa tôi còn làm trong Sài Gòn năm 9 mấy ấy. Tôi mua được con xe Attila đời 2014. Đó. Sau này tôi làm ở Head, tôi mới tận dụng những cái nhựa của khách hàng và để lại. Và đồng thời tôi mua lên, tôi lên con Victoria VT1 có gác chân bấm. Thì phải thay cả yên. Đấy, và thay cái đế sau, thay hết, thay cả đồng hồ. Sau này tôi mang về Bình Định này tôi bán được 5 triệu. Tôi cưng nó còn hơn cả cưng trứng. Cách đây mười mấy năm về trước tôi làm ở cái SQM ở số 5 Phan Đăng Lưu, đối diện bệnh viện Gia Định ở Sài Gòn. Đấy, số 5 Phan Đăng Lưu. Thời đấy thì tôi làm 20.000 một ngày. Ngày tôi phải đi từ ở ngã tư cầu vượt Bình Phước đến cái quận Bình Thạnh. Và tối tôi lại đi về. Nhiều lúc tôi đi con đạp điện, mẹ nó hết mẹ Bình, tí nữa tôi vớt xuống cái cầu dưới đó luôn. Mẹ đạp nó kinh khủng. Anh em biết tại sao không? Đi đạp điện đấy, dạo đạp điện đấy. Dạ tôi nghèo mà. Dạ tôi chưa lấy vợ, lâu lâu bạn gái cho tôi con xe quay Trung Quốc. Tôi đi tôi cảm thấy nó sướng. Đó. Anh em nghĩ sao? Tôi cưng con xe Attila đấy, cưng còn hơn cả cưng trứng. Con đấy tôi còn nhớ biển số 52T1. T là ở trên quận 4 đúng không? T là quận nhất. Đấy. Tôi mua lại của ông ăn tôi là 10.500.000. Tôi về nhà tôi sửa sang, tôi làm lại hết gần 10 triệu. Cứ tích tắc tôi lại đưa vào. Đấy. Thế nên anh em phải làm như vậy thì chúng ta mới cảm giác về cái tay nó mới nhiễn nhão, về mở nhựa, về phu sang điện tử nghiên cứu. Ví dụ vợ đi làm nhà nước thứ bảy chủ nhật ở nhà. Em à, anh cần nghiên cứu. Em đi chợ đi đỡ con xe cái tẹt cũng được. Không anh ơi, thứ bảy chủ nhật em ở nhà. Không ở nhà đâu anh ơi, em đi mấy bạn bè em. Anh đừng có giã xe em ra nhá. Mà thứ bảy chủ nhật nào mày cũng đi vậy à? Đúng không? Một tháng, 4 cái chủ nhật mày phải đi một cái, mày phải để bố mày 3 cái ở nhà để bố mày giã xe ra, bố mày nghiên cứu. Không anh ơi, xe mới đừng đụng anh ơi. Ngày mai đi lại hư cái gì, anh chưa biết gì. Mẹ vợ nói câu mà ông lại tụt cha hứng. Ừ đúng rồi em, vợ nói đúng rồi. Vợ mà không cản ăn tí, ăn tháo ra lọng quạng chết mẹ IC. Thì tham gia khóa học của tôi 500.000, đảm bảo có xe của chị nhà không bao giờ chết. Và cái linh kiện và những cái gì, những moi móc, những cái cảm biến gì, những cầu trì, những cái rờ le hoạt động như thế nào, thì các bạn về nhà anh em cứ làm như vậy cho tôi sẽ thành công. Lê Công Tuấn, anh trai đời từ miền Nam ra miền Bắc, mòn dép lê nhỉ. Công tử xe vậy nó mới giỏi được chứ. Mẹ còn bây giờ nhiều cái thằng mà nói phét ở trên mạng ấy, làm thì chẳng ai bằng ai cả, tiền thứ nhất chẳng có, thì mẹ mới bố lại cứ tin phà phà. Thì mẹ lâu lâu mới bố lại hót cho vài con cảm biến, thì mẹ chỉ chuyên sâu là cái mẹ gì mới người đấy tôi chẳng bao giờ khoái cả, bởi vì nó chẳng bao giờ làm được. Ra đây làm thử con xe phun xăng điện tử tôi bóp ngay.
Nếu mà ở cái tuổi mẹ mà giỏi cỡ nào mà giỏi trên 40 tuổi, mắt kém, tay rung, bụng lại to chẳng hạn như vậy, thì mẹ ngồi hơi tí đau lưng ra làm con xe phun xăng điện tử, tôi bóp một phát một như con nhái ngay, cỡ mà giỏi cỡ nào thì giỏi. Bởi vì mắt mờ thì làm sao mà hoạt động được. Ông có giỏi nào giỏi trên 40 tuổi thì đừng nói phét. Bất kỳ một người nào tôi dám khẳng định điều đó luôn. Nó có bóng đèn. Tay chân mà ông thì không bao giờ linh hoạt được. Mắt mà ông kém đi, mà ông xử lý sẽ không ở quan trọng. Chẳng qua mới ông chỉ có nói phét ở cái mồm hết. Mồm thằng nào cũng nói phét được. Nhiều lúc anh em thì chưa có cảm giác về phun xăng điện tử thì các bạn nghĩ rằng mẹ mới thắng này mẹ cao sang thế nhở. Học thằng nào dạy mà thì mẹ giỏi thế nhở. Mà có làm được cái gì? Đấy, không làm được cái gì cả. Thì bình thường. Đấy, đó là tôi chia sẻ cho các bạn cách sống. Hãy làm cho bản thân chính mình. Làm tốt ở cửa hàng. Kệ mẹ ông nội bọn nó cứ hot gì thì hot. Làm tốt thì các bạn sẽ thành công. Để rồi các bạn ngồi một chỗ các bạn sẽ có tiền. Hôm nay tôi không phải nói phét cho con vợ tôi thì mẹ đi cà kê đất một phát kiếm 20 củ. Nên hôm nay tôi dạy cho nhóm học anh em bảo sao vui thế. Tôi bán hôm nay một con smart tool và tất cả linh kiện và đồng thời 20 bộ tài liệu thì anh em bảo một ngày tôi kiếm bao nhiêu tiền. Ví dụ 20 bộ tôi bán cho anh em là 20 triệu. Thì tôi phải bỏ ra 10 đêm tôi dạy chứ. Trừ tài liệu ra thì còn anh em khoảng còn vài trăm. Ở một đêm tôi 2 tiếng tôi cũng có khoảng 2-3 triệu. Ở bây giờ tôi không nhận ai nữa chẳng hạn như vậy. 20 người, 20 triệu tôi dạy 10 đêm. Trừ tài liệu ra, một đêm tôi phải có hơn 10 triệu, hơn 1 triệu. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ tôi giả hơn có 1 triệu. Bây giờ khóa học này tôi bèo nhất thì bèo phải là 40 người trở lên. Tôi có 40 triệu. Trừ tài liệu ra tôi còn khoảng 30 triệu chẳng hạn như vậy. Đúng không? 30 triệu chia cho 10 đêm. Tôi kiếm một đêm bao nhiêu tiền? Đó là cái quy luật của cách sống. Tôi chia sẻ hết chẳng có cái gì phải giấu giếm cả. Đó là cái quy luật. Cứ thở lở thì trời cho, đắn đo thì trời lấy lại. Chẳng có cái gì phải quýt. Đến là nó tự động đến, không đến là không đến. Không đến thì chúng ta có mặt cưỡng ép của nó thì nó cũng không đến được. Ai bảo giỏi mở ra cái tiệm thành công? Ai bảo giỏi đứng ra dạy học thành công? Không dễ thời buổi này đâu. Không có tiền không làm điều gì. Mà các bạn không có cái vận may thì không làm điều gì. Đặc biệt những người đi sau. Bây giờ muốn dạy học á, phải đầu tư một cái dàn xe máy móc tiền đâu. Và trong người luôn 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 phải suy nghĩ ra một cái câu hỏi là 50%. Lỡ may bây giờ đầu tư khoảng 15 con xe, hơn 10 con xe. Mua máy móc, mua thiết bị hết vài trăm triệu. Lỡ may cứ mô Phật, không biết anh em nào đăng ký học không. Không đăng ký học thì mẹ đúng là đăng lên trên Facebook. Khoảng nửa tháng sau, một tháng sau thì úp mặt vào tường hết. Hoặc là tài giỏi bây giờ mở cái trung tâm sửa chữa bảo hành sửa xe. Ở trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội. Trong vòng 3 tháng sau không có nữa, chẳng hết chết mạng Facebook nữa. Bởi vì im ỉm đi sang đồ để trả nợ. Im ỉm không dám lên Facebook nữa để đi kiếm chỗ nào để núp bóng, để làm, để trả tiền ngân hàng. Đó là cái quy luật. Không phải là dễ kiếm tiền hiện tại. Nên tôi chẳng bao giờ phải quan trọng những người nể, người này tài hay người kia tài cả. Quan trọng các bạn ở làm tốt. Lọc đến thì mới thành công. Đó. Vấn đề đó là tôi chia sẻ cho các bạn. Tài mà không có lọc thì vứt. Thế thôi. Còn bây giờ tiền có giới hạn có 500 triệu. Bùng mấy cửa hàng ra thì anh em nghĩ mà nó knock out được bao nhiêu. Bây giờ ở Hà Nội nhiều cái mặt bằng đẹp khoảng 30 triệu ấy. Được thôi 30 triệu. Đưa trước trong vòng 1 năm. 300 bao nhiêu? 60 triệu. 360 triệu. Có mà quen biết lắm này nỉ lắm. Trời ơi em hôm nay không có vốn nhiều. Em chú em quen biết ở ai giới thiệu. Ok chú đóng 6 tháng. Bao nhiêu? 360 trừ cho. Chia cho 2. Còn 180 triệu trong tay cầm nửa tỷ. Tính ra còn 320. Rồi đầu tư xăm lốp. Bảng hiệu. Sửa sang cửa hàng. Thế là đít lạc. Thế ra trong vòng cố gắng ưa quậy, gồng gắn 6 tháng trời ở đất Hà Nội hoặc là trung tâm thành phố lớn. Thì đi vào mẹ lặng quàng ngày nay thì đủ trả tiền mặt bằng, ngày mai thì âm chuẩn bị Covid mới mưa gió thế này. Thì chỉ cần nó hát xì cho phát 3 tháng lo chạy ngay. Tháo vốn.
lính hàng tháng không trả tiền á. Anh ơi, hôm nay năm Tây rồi, 30 Tây chốt tháng ở nhà anh, hôm nay năm Tây. Chú, tháng này cửa hàng mình nó hơi bị vắng khách, các chú cũng thấy mà. Thưa thưa chậm chậm cho anh vào đêm. Ok nha, mùng 7 nha. Mùng 7 anh ơi, em đói lắm rồi, không có tiền ăn hàng ngày đâu rồi đó. Chú, thật sự dạo này lại mưa gió Covid chú ạ. Nhăn lên, không để tôi đi chỗ khác đấy. Thì mẹ nó nẹt cho vài nẹt như vậy thì mẹ gặp tôi đi làm tôi nẹt cho vài nẹt như vậy thì mẹ khiếp tiệt. Rõ ràng anh em đi làm thì cần phải có đồng tiền. Đúng, thử việc 3 đến 5 ngày. Ok, bây giờ anh em ngủ nước, anh trai 3 ngày thử việc. Anh trai 5 ngày thử việc. Rồi anh trai cho em cái mức giá. À, 5 ngày nay thì thật sự anh không có mặt ở cửa hàng lắm chú ạ. Thì theo anh khoảng 5 triệu. Lướt ngay 7-8 triệu. Mà xứng đáng với cái tay nghề nó bỏ ra. Dù ông có khách hay là không. Lướt ngay. Lướt. Công tử xe 50 triệu không dễ lướt. Nó phải gặp cái đỏ. Đi chơi cái sàn đấy sập sàn thì vứt. Nhiều thằng trò chơi bất động sản tùy theo tiền nhiều tiền ít chơi không lại đâu anh em ạ. Tiền nhiều nó đập chết ngay. Bởi vì đất nó có từng mốc bước, gọi là bước chạy. Một bước, hai bước, ba bước, nó thả bước mà. Tiền nhiều một cái, nhiều thằng nó không cần lướt. Nó mua giá cao thị trường để nó bỏ đất đó. Nó giải đất. Nó nghĩ trong đầu nó không bao giờ cần bán ở trạng thái gần để nó nuôi thì chết ngay. Nên đi làm đất phải có bầy đàn. Không bầy đàn vào nó đá một phát thì khéo mà mang nợ. Đi làm đất phải có bầy đàn, phải có hội hè. Trước đi giao dịch là 5-10 người trong cái nhóm đấy phải hội tụ lại. Cái đâu phải là dễ một phát đấu thành công rồi sau này sang tay hoặc là cho cò thả like bán kiến 50 dễ ăn đâu. Nhiều thằng tiền nhiều ấy nó không cần sang đâu, nó mua luôn. Bình thường cái đất này 3 bước là nhả hết rồi. 3 bước là không ai dám chơi cái cuộc chơi này nữa rồi, bởi vì 3 bước là không thể nào ra được, rất cay. Thằng kia tiền nhiều ấy nó đập 3 bước phát những con cò con lịp. Có con mà ướt oẹ đập một phát lên 4 bước thì nhả hết, không dám chơi. Một thằng cầm tiền 1 tỷ, một thằng cầm 10 tỷ, nó đập một phát thằng 1 tỷ rãy ngựa. Đất đó là quy luật, còn nằm ở trong cái hội trong cái hè nó là chuyện bình thường. Ok, 1 tỷ 10 tỷ nó như nhau, bởi vì cùng là một cái thuyền. Con thuyền hôm nay đã đi ra ngoài khơi thì ông 10 tỷ, ông 1 tỷ như nhau rồi, cuối cùng đi về để chia như một đi đánh cá ấy. Nó chẳng khác gì đánh cá cả, đi ra khơi. Ê, tuy ông vốn nhiều vốn ít bây giờ ra ngoài không đánh được cá và chấp nhận, còn đánh được nhiều cá thì ok chia cổ phần. Tiền nhiều thì đương nhiên sẽ ăn phần trăm lớn hơn. Đó là cái quy luật trong cuộc sống sống. Nhưng đôi khi thơm thì đi làm bàn cũng có tiền. Đi làm bàn, đi làm sổ sách ấy, cũng có tiền. Cũng có vài triệu tiêu hàng ngày. Tháng thì cũng có vài chục cho tới trăm. Bây giờ tôi thì hết tiền đầu tư đất rồi. Tôi nói thật luôn, tôi đang nợ ngân hàng. Bởi vì bây giờ tôi chỉ đi đấu giá thôi. Đi làm con cò con thôi. Vợ tôi đi chứ tôi không đi. Tiền hết rồi lấy đâu mà ôm đất. Mẹ lỡ mày trúng phát cái lô đấy 2 tỷ không lướt được thì vỡ mồm. Thôi sổ đỏ tôi cầm từ đó 2 cái rồi, không dám mạo hiểm cái thứ ba nữa. Tới đó rồi, bây giờ đất tôi cứ giải ra để đấy. Vậy đi làm, trả nợ ngân hàng. Ok. Làm ăn phải nợ chứ anh em, nhưng mình không đi vay, mình lấy cái sổ mình cầm. Vay ngân hàng nhà nước nó rẻ. Há mình cảm thấy mình
đóng được cái tiền đó. Bây giờ anh em bỏ ra 2 tỷ vay ngân hàng, 2 tỷ anh em phải có hai cái sổ hoặc là một cái sổ để vay 2 tỷ. Anh em đầu tư lô kia 2 tỷ. 2 tỷ bây giờ lãi suất ngân hàng tháng hơn 10 triệu. Tôi cho là 15 triệu đi. Rồi. 0,75 đi. Đúng không? Gần 1 chấm. 1 chấm là tỷ là 10 triệu. Rồi thì đương nhiên phải 75 thì đương nhiên 2 tỷ sẽ là 15 triệu, anh em nhân lên trong 1 năm. Đúng không ạ? 10 tháng sẽ là 150. 2 tháng 30 triệu là 180. Đầu tư lô đất đấy trong vòng 2 tỷ trong vòng 1 năm nó phải lên cho các bạn là bèo nhất là phải 200 trên 200. Bởi vì tiền phải đầu tư nó phải có rủi ro. Nếu nó lên 300 thì chúng ta kiếm được 120. Nó lên 500 thì kiếm được nhiều. Còn bây giờ rủi ro đi, nó phải nhích 200. Không thể nào lỗ được, lỗ là chúng ta sẽ chết. Thì chúng ta phải đẩy ngay. 1 năm chúng ta phải trả tiền ngân hàng 2 tỷ. Trong vòng 12 tháng là hết 180 triệu. Đó. Mà cái lô đất này đầu tư 2 tỷ trong vòng 1 năm, nó mà chỉ có 2 tỷ 2 là chết. Nhưng đôi khi phải có 2 tỷ 2. Chấp nhận cuộc vui như vậy vẫn kiếm được có 2 triệu. Bỏ 2 tỷ vẫn kiếm được 1 năm chỉ có 2 triệu là chỉ bình thường. Nhưng nó đỏ một phát, nó sốt một phát lên 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ chẳng hạn như vậy. Cái này nó luôn luôn là như thế. Thì những ông chủ bất động sản lớn thì mình không dám, mình chỉ là con cò nó mới chạy đây thôi. Chỉ có biết như vậy thôi, chẳng hạn như vậy. Đấy, và làm đất này thì có một người, nó có hai hạng mục, một người có lương tâm và người không có lương tâm. Đấy, làm đất nó phải có một cái tâm một chút xíu và không có tâm, để cho người mua lại cái lô đất đấy thì phải người có tâm và người không có tâm. Người bán ấy, cò ấy. Đấy, cuộc sống là thế. Tôi kinh doanh ở đây khá là nhiều. Tôi bỏ cái nghề mua bán xe, tôi không còn thời gian để chạy qua phòng công chứng và công an. Bởi vì tôi cảm thấy cái việc nào nó nhiều hơn thì tôi chạy. Còn mua bán xe lẻ tẻ ở đây, tôi bán một con thì nó không lời bao nhiêu. Nhiều con thì lời 1 triệu. SH thì tôi mua, tôi bỏ vốn ra, tôi phải ngâm, nó phải lời 4-5 triệu. Nhiều lúc có phải rất ra, rất vào, rất ra, rất vào. Nó không ngon với việc khác. Và xe thì phải rủi ro, tôi phải đi công chứng, phải thế nọ thế kia, nó rất mệt. Và bỏ số tiền ra khá là nhiều. SH bây giờ ví dụ 5-60 chẳng hạn như vậy, kiếm con khoảng 2-3 triệu, 4 triệu, và nên tôi bỏ. Đấy, ngày xưa tôi khá là nhiều nghề. Thì bây giờ tôi đang chạy sâu về cái vấn đề bất động sản và tôi hướng dẫn cho anh em trên mạng. Vợ tôi làm bất động sản, cho nghỉ nhà nước rồi. Nếu trong tương lai mà nó còn như vậy thì cố gắng như vậy, hai vợ chồng phát huy. Và sau một cái tương lai mà anh em không còn yêu mến tôi ở trên mạng nữa, và cái nghề sửa xe này nó không còn cái may mắn đến với tôi nữa, thì tôi sẽ chuyển nghề. Và cái nghề sửa xe này nó vẫn là cái đam mê của tôi. Cứ mở cửa hàng nhỏ nhỏ, sửa tèn tèn những cái xe ga, xử lý những cái ban bận nó khó. Và nhiều anh em thợ mang những cái đồ chơi tới để cho tôi cứu, là để nó kiếm cho tôi đồng tiền ăn sáng uống cà phê. Nếu sau này tôi hết thời, tôi bán tài liệu 100 ngàn tặng nhóm học online cũng chẳng ai mua nữa. Tôi hết thời, chấp nhận. Tôi sửa xe, tôi mở khách hàng lên một tháng, khách hàng không mang vào cửa hàng tôi sửa xe nữa. Hết thời. Trời chỉ cho một lúc nào đó thôi. Hoặc là sau tương lai các bạn và anh em trên mạng không còn ai biết tôi nữa, bởi vì tôi hết thời. Tôi chẳng không còn cái gì hay về phúc sanh người tử nữa. Thì các bạn và anh em chia rời tôi, chẳng hạn như thế. Thì sau tương lai tôi bán con Spartan giá rẻ hơn nữa, hay con Moto Can giá rẻ hơn nữa, các bạn cũng không thèm mua, bởi vì các bạn đã ghét. Thì các bạn không cần mua tôi nữa. Mà trên đời nó là vậy. Có khi các bạn đã yêu rồi, các bạn mua ngang giá chỗ khác. Các bạn khoái, các bạn có thể bo tôi khoảng vài trăm ngàn. Khi thời tôi có. Khi không hết thời nữa rồi, nó thành cổ ôi hết. Tôi luôn nói sự thật. Không bao giờ tôi bảo tôi tồn tại. Tôi luôn luôn đứng ra, tôi hướng dẫn được anh em và chia sẻ được cái gì. Thì đêm mai tôi sẽ dạy nốt cái đêm mai cho anh em khóa học. Và đêm mai sẽ là 1 tiếng 7 rưỡi, mai tôi sẽ giảng cho tới 20 giờ 30 phút. Thì 20 giờ 45 phút ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng con Smart Tool và chia sẻ anh em ban bận.
anh em cảm thấy thấy hay thì hãy phi một cái 1 triệu đăng ký khóa học. Chưa bao giờ tôi dạy khóa 10 đêm mà 1 triệu đâu. Đấy. Hy vọng rằng các bạn biết được cái gì cắt kiểm tra, đập nhà. Nó như kiểu mà chạm bóng, phải đập nhà phô sang điện tử như vậy là mới khóa. Thì lúc nãy dạy xong hơn 22 giờ thì chia sẻ anh em một chút xíu. Ôi trời ơi, chết cha rồi, bây giờ cũng là 1 tiếng rồi. Rồi thì bây giờ cũng là 23 giờ 21 phút. Trời dạo này đang mưa, tối nay đang xả đập. Chia sẻ với anh em, tới đây nó cũng khuya rồi. Thì không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng chúc anh em ngày hôm nay cũng là ngày thứ bảy. Và ngày mai ngày cuối tuần, gia đình luôn luôn bình an, hạnh phúc, thành công. Và luôn luôn cái gì mình đang mơ, đang ước. Rồi, sẽ gần ở đây anh em sẽ đặt cán được cái đích, sẽ chạm được cái mốc mà hồi giờ mình đang mơ. Thì hãy theo nuôi cái hy vọng theo tôi. Tôi cũng đang mơ một cái nhà lầu, một con xe hơi, nhưng chưa được đích. Tôi làm được điều đó tôi sẽ đăng lên trên mạng, bởi vì lúc đấy nó còn cái đích. Ước mơ của tôi bây giờ tôi phải lên một con ô tô và cái nhà lầu, thì chết có thể mới nhắm mắt chẳng hạn như vậy. Tiền bây giờ đủ nhưng chưa làm được. Bây giờ chết thì có thể không nhắm mắt được, bởi vì mình đã đạt được cái đó rồi mà mình chưa làm được thì mình còn ơi ấy nấy. Với tôi là như thế. Rồi con gái con trai cố gắng làm sao để cho nó bình an, nuôi nó lớn lên, tự động nó phải đi kiếm cái cuộc sống mưu sinh của nó. Cuộc sống cha mẹ tôi khổ, tôi ước ao gì tôi được một móng tay của thằng con tôi hoặc là con gái tôi, không làm được điều đó. Nhưng may mắn tôi được sinh ra được bây giờ, đẻ được 2 đứa con, lấy được vợ, tôi cố gắng hoàn hảo, kiếm được đồng tiền nuôi nó để bù đắp lại. Ngày xưa tôi khổ hàng trăm hàng ngàn lần, thì con tôi bây giờ sẽ nhận được tất cả. Không bao giờ nó phải đi làm sớm. Khi một cây măng nó còn quá nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng cho xương cốt của nó. Ngày xưa tôi vừa đi học vừa đi phụ. Ngày xưa tôi còn đi học cấp 1, sáng tôi đi học, chiều tôi phụ, để tôi kiếm ngày 7 ngàn. Cái thời đấy tôi đi làm cho người ta, tôi còn nhớ 7 ngàn một ngày, giặt rũ quét dọn nhà người ta. Nửa buổi chỉ được 3 ngàn rưỡi thôi nha anh em. Cái thời tôi còn nhỏ ấy, 3 ngàn rưỡi. Cái thời đấy là đi uống một ly nước chanh để xem cái phim, phim băng mà phim kiếm hiệp từng tập 1 ngàn rồi. Tôi còn có 2 ngàn rưỡi thời đấy. Đấy, ngày xưa anh em mà hay đi vào những cái quán phim người ta chiếu ấy, chiếu băng video ấy, xem phim kiếm hiệp từng tập ấy. Ngồi một con ghế, có một cái bàn ngồi, một ly nước chanh như thế này, như một cốc bia 1.000. Tôi phụ khoảng 3.500, tôi còn được 2.500. Là anh em biết rồi. Thì tôi khổ 1.000 lần, bởi vì cha mẹ tôi quá nghèo. Thì tôi không được cái may mắn tôi được như anh em người khác. Nhưng con tôi đảm bảo tôi khổ bao nhiêu nó sẽ sướng bấy nhiêu nếu tôi còn sống. Rồi thì chúc toàn thể anh em cứ bình an, hạnh phúc, mơ và ước những cái gì là ok sẽ đến. Cứ mơ đi, mơ nhỏ 1 tỷ giống tôi thôi. Nó nhanh lắm, nó sẽ cắn mốc trong vòng tích tắc nếu các bạn đạt tới cái mục đích. Tích tắc sẽ có 1 tỷ. Tôi nói thật, có bóng đèn này luôn. Nó rất nhanh. Sẽ có 1 tỷ. Rồi lúc đấy tự khắc các bạn có 1 tỷ, các bạn sẽ thông minh khá là nhiều. Không bao giờ có thời gian để đi chơi và ăn nhậu, chỉ có luôn luôn nghiên cứu và để kiếm thêm tiền. Và chỉ ước có một giấc ngủ, nhưng lúc đấy các bạn lại ngủ ít hơn. Tự động khi mà bây giờ chúng ta không biết là cho có ý tưởng làm được cái gì, khi mà các bạn có 500 cho tới 1 tỷ, tự động nó sẽ biến các bạn kiếm tiền nhanh hơn. Nếu biết xoay chuyển, để đồng tiền luôn luôn phải rung lắc, không để nằm một chỗ. Ví dụ để trong ngân hàng là chết. Mơ không bị đánh thuế, đúng, không bị bao giờ bị đánh thuế, em trai Tuấn Trần. Sống không có ước mơ thì vứt, đúng, luôn luôn phải ý tưởng,
nhưng đừng bao giờ cờ bạc, không bao giờ đua đòi. Nếu anh em nào đang cờ bạc giống tôi như 2013 thì từ bỏ tất cả để bắt đầu làm lại từ con số 0. Hãy bỏ tất cả để về con số 0 thì chúng ta mới tiến dần số 1, số 2 và kế tiếp đi lên. Còn để cố gắng, bởi vì chúng ta nản chí về vấn đề chúng ta không còn gì, ham nhậu, ham cờ bạc, đánh lô đề để nghĩ rằng 1.000 ăn được 500.000, đánh con 3 chân thì rất khó. Đó. Những trận bóng này đừng có chơi ham vui, 500.000, 1 triệu làm cái gì. Không ham vui. Xem thì để xem cho nó biết. Và hạn chế những cuộc nhậu nhẹt nếu mà những người bạn mình không tốt. Bởi vì rủi ro không an toàn khi mà chén men những người bạn mình chưa hiểu tính. Uống vào nhẹ nhà thì câu nọ nói câu kia, kể chuyện ngày xưa cổ tích, rồi hai bên xảy ra xung đột. Thì trong quán nhậu thì những chai bia thì không thể nào làm chủ được tinh thần, và những chai bia thì không bao giờ có mắt, bởi vì nóng tính, chỉ cần cầm một cái chai bia, chỉ cần gõ một cái thì từ trên này nó sẽ đập xuống và máu người bạn mình sẽ phải tuôn trào. Nhẹ thì đến bệnh viện, nặng thì người bạn của mình phải ngấp ngoài, thì mình cuối cùng thì phải vào trong tù. Đó là cái gì tôi biết, tôi chia sẻ. Còn ngày xưa thì tôi chẳng khác gì những con ngáo đá, nó sung cực kỳ. Đấy. Cái thời tôi mà còn ngáo đá thì anh em biết rồi, tôi không chơi đá mà thật sự tôi khá là ngáo đá. Tôi đi tới đâu cũng vậy. Miễn sao mình sống đúng, chẳng bao giờ phải ngại điều gì cả. Cái thời ngày xưa tôi làm eque ở trong Kính Phong ấy. Mới thằng đó gọi là, anh em biết không, như kiểu trong tù nó hiếp tôi. Cái thời đấy thì đồ đạc nhớt 1 lít đổ 0.8, tôi phải lấy được 200. 5 bình tôi sẽ có 1 lít. Tôi quy ra một chai mới tôi đổ cho khách, và tôi lại có tiếp tục 200. Nó vào trong, không bao giờ nó cho tôi bình nhớt đó lại. Nó bảo mày mới được vào mày không được chiết. Thì đương nhiên phải dùng vào vũ lực. Cuộc sống mà muốn kiếm món ăn, nhưng đó là món ăn của mình, nhưng người ta dần mất. Kể cả cái lốp Attila cái thời đó nó còn rẻ, nó vẫn dần. Và nhiều khách vào, nó nhiều thấy nhiều khách ở biển số tỉnh là nó đè cho mình làm. Bởi vì những khách hàng đấy là mình không có tiền bo. Bọn nó làm biết mà, bọn nó ngửi được thằng khách hàng, thằng nào là bo, thằng nào là không bo. Ví dụ như kiểu thay lọc gió, thay lốp, những cái không ngon, nó để cho mình thay hoặc tay thắng. Còn nó làm máy hoặc là làm nồi, nó lại kiếm được tiền bo. Nên mình chỉ vào trong vòng 1 tuần thì mình chơi láng hết. Chỉ cần nói một câu là mày đi làm thuê thì ta cũng làm mướn. Đúng số năm Phan Lưu luôn thì mới có Đình Tuấn ngày hôm nay. Nó bảo đi mẹ mày mới vào đủ má, mới dân ở trong ấy đủ, nó đủ má ấy, đủ má ấy, mi mới vào. Nhiều thằng nó ở trong kia đủ mẹ mi, đủ má ấy, mày mới vào mà cà chớn mày, đủ là đầy thôi. Hôm sau đố mà dám chiết nhớt, ngày hôm đấy Đình Tuấn thay 10 chai, một chai được 200 ml. Chiết khéo sẽ là được hơn 200 ml, bởi vì ở trong ấy dùng cái máy hút nhớt, đúng không? 0.8 thì đổ có khoang 0.75 thì lúc này sẽ có khoảng 250. 4 chai sẽ có 1 lít, 8 chai sẽ có 2 lít để mang đi bán lại. Nhớt ngày đó 60.000 một chai. Ngày thay nhiều thứ bảy chủ nhật thì hàng dừng nhớt. Ngày xưa ở đó không có nhớt 0.18, 1 lít hết. Để đó đố thằng nào dám đụng. Ngày đó làm có 20.000 anh em. Để cơm tự túc. À, cơm dạo nó bù cho 10.000 nữa là 30.000. Làm ngày nào xào ngày đó nghỉ. Còn mơ nha con, ăn theo dân thu. Mày bao nhiêu mày thay nhiều là mày ăn hoa hồng. Bao nhiêu phần trăm hoặc là 1% hoặc là 0.5%. Cái thời đó đấy anh em, thời chín mấy đấy. Đấy, số 5 Phan Đăng Lưu. Ngày xưa Đình Tuấn còn ở Bùi Hữu Nghĩa cơ. Ngay cái chợ Bà Chiểu, cái đất Sài Gòn ấy, ở chỗ nào Đình Tuấn không gió. Nó mới được mặt bạo như ngày hôm nay đấy. Tì đè, nhiều thằng còn đi xin tiền, xì ke ma túy, nó cầm tim tiêm. Mẹ nó hù máu. Ai biết ở trong ấy mẹ lấy ít tiết. Nhiều ngày xưa còn nhiều thằng đi xin đều tới mức độ đó anh em. Mẹ nó cầm tiết tiêm rồi, ê xin mấy ngàn. Nhiều thằng rất lịch sự. Anh ơi em xin ít chục. Nhiều thằng, ê nhiều.
sống nhưng mà gọi là phức tạp. Đó. Rồi thì cố gắng, chúng ta phải sống cho tốt, chẳng có ngại cái gì cả, lộc sẽ đến. Ngày xưa đấy, ở Bùi Hữu Nghĩa ra ngoài đó là có một cái lò xe độ mẹ nẹt, đi chút xíu qua cầu Bùi Hữu Nghĩa, rẽ trái qua Pháp, qua Điện Phủ, qua coi đi bộ rắc háng, rồi ra chợ Bà Chiểu xem những quần sida bán, đi qua đèn xanh đèn đỏ Pháp, đường Lê Công Định đi rẽ trái Pháp, đi Tiên Hòa tới siêu thị Công Mát, đi Pháp nữa, đi Tiên Hòa rẽ lên Pháp nữa tới cầu Bông, đi ra ngoài kia Võ Thị Sáu, đi thẳng, đi tá lả trong Sài Gòn. Mẹ ngày xưa đi muốn rụng hết đôi chân này, anh em biết không, đi ghê lắm, thanh đa rồi đi tá lả hết, ồ mệt lắm. Gần 10 năm ở Sài Gòn nha anh em, ở Sài Gòn năm hơn 10 tuổi là anh em biết rồi, khoảng mười mấy tuổi ở Sài Gòn đấy, rồi tối đi học bổ túc là anh em biết rồi, khổ cỡ nào chạy. Rồi để được bây giờ ở Sài Gòn 9 năm trời dư được 45 triệu nhờ làm SQM. Thời đấy camera không có, khách hàng dễ. Đó, dư được 45 triệu, tiếp tục có 45 triệu, cứ đi làm thằng này 3 ngày nghỉ. Ú, đi làm thời đó anh em 1, 2 giờ chiều mới ăn cơm á. Cái mặt bằng nó nhỏ, thay cái lốp á, thay cái xăm á. Xuống dưới đường kìa. Mẹ gặp mấy thằng áo đá nó tông cho phát thì chết. Trời nắng há mồm, thay cái lốp ở đất Sài Gòn thì anh em biết rồi. Mặt bằng nó nhỏ, đông. Đấy, hoặc là để cái xe ở trên cái vỉa hè, người phải ngồi ở dưới, lôi cái lốp ra, vã bộ hồi hột. Rồi, 2 giờ ăn cơm, 1 giờ ăn cơm với con. Cơm có cái gì? Rau muống, canh. Dễ sống ở đó. Ngày xưa mấy ông chủ phê lắm, như bây giờ. Làm 3 ngày lướt, 3 ngày chỗ nào kiểu việc 3 ngày lướt. Xong mở cái tiệm, mở ở trung tâm quận Bình Thạnh thì thời đấy có một đống khách hàng SQM thì mặt bằng đó dạo cái chỗ không được thời đó, quá đắt, tiền mình chơi không được. Mặt bằng thời đấy loạng quạng gần 10 triệu ở quận Bình Thạnh, anh em biết rồi. Di về ở dưới Thủ Đức, đó, gần cầu vượt Bình Phước, mẹ quốc lộ 13 nó bụi nghi ngút. Mấy xe tối nó ngủ chạy rầm, đó chỉ có thay lốp và thay ruột. Thay lốp thay ruột, sáng bánh mì mẹ nhai như chó nhai, tóc nó bạc hết đấy, bởi vì buổi tối là căng cái bạc, đi nó bụi ở quốc lộ mà anh em, sáng mai là anh em tóc bạc hết, khổ mà. Sau này mẹ mới rời cái tiệm về Lâm Đồng mà lấy vợ, mới ra Bình Định này đấy, khổ như chó lạc. Anh Tuấn nói vậy không đúng rồi, nói như vậy không đúng là sao anh Tuấn? Anh muốn ở quận Bình Thạnh ở chỗ đoạn nào em không chỉ? Thì Tuấn ở 282 Bùi Hữu Nghĩa anh em. Đó ông chủ đúng không? Thì ông chủ thì Tuấn có bảo thằng nào không chủ đâu, nhưng thằng chủ mẹ thằng nào cũng là khó. Cái thời đấy không phải là dễ, 10 thằng mẹ may lắm chỉ được 2-3 thằng chủ thôi, nó trắng luôn. Mẹ làm cho nó ép kinh khủng lắm, nhưng đâu như bây giờ sung sướng như bây giờ. Tại sao bây giờ là nhiều đấy anh em, mày khó chỗ này phát nó chạy chỗ kia. Cái thời năm chín mấy anh em làm nghề trong coi có khổ không, mẹ cạo rong tối ngày, tôi nói là sự thật. Còn biết anh em biết ở Sài Gòn nó nắng như thế nào không? Bây giờ chúng ta làm, chúng ta làm ở đó mà chúng ta phải ra ngoài chúng ta ấy chứ. Thì ông bà già Tuấn ở góc Bắc cuộc sống khổ, di cư vào Lâm Đồng sống. Ông bà già gốc Bắc khổ, di cư vào trong Lâm Đồng sống. Mình ở Lâm Đồng xong mình lên Sài Gòn bươn chải chứ. Chải quen con vợ học ở trong Sài Gòn thì mình lấy nhau mới về Bình Định gì. Chứ làm sao mà về Bình Định này được anh em. Đấy, dạo vợ đang học ở trong Sài Gòn năm cuối thì vô tình mới quen nhau chứ, chat Yahoo đấy. Đấy,
nó may mắn ở anh Nguyên Tuấn ạ. Đó là sự may mắn ở cuộc đời mình được trải, hôm nay mình nhận được thế thôi. Khổ như chó lác, mẹ sáng mẹ ăn nắm xôi thì mình có tiền đâu anh em, ăn nắm xôi xong ra vặn cà lê tét đít, mẹ chưa 12 giờ rồi chưa được ăn, 1 giờ bởi vì khách đang làm, 1 giờ hơn 1 giờ rồi vào chù với mấy thằng lính, nồi cơm to, thịt ba chỉ, đảo mới là gì, đậu hũ, đậu hũ ấy, đậu hũ chiên ấy, rồi bó rau muống vào ăn còn chẳng khác gì một bầy lợn, nó đói anh em vào đấy, nước rau muống vắt chăn vào đấy, cho ít muối vắt chăn vào xong rồi múc vào vào dạo thật sự chứ ở cái tuổi nó còn trẻ bao tử không tiêu, bây giờ ăn như vậy thôi chắc ngày mai đi bệnh viện gấp, viêm loét dạ dày hết. Còn cái sức khỏe mình còn cái đề kháng nó vượt qua được. Không biết các bạn đi học nghề các bạn có gặp cái vấn đề đó không? Năm chín mấy đấy, phê tới mức độ đấy, không biết anh em có gặp điều đó chưa? Đó là quy luật đi làm. Cái thời đấy đi làm quản nó còn không thèm nhận cơ, không như bây giờ. Đi xin á, hơi bị khó, phải có người bảo lắng. Đấy thì người ta mới nhận. Hơn 10 năm anh em, chắc 13, 12 năm, 13 năm ấy. Anh Nguyễn Tuấn anh cứ hỏi. Rồi cái thời, anh cứ nói đi. Sau ấy may lắm, sau ấy em ra ngoài bên kia may lắm giảm chỉ vài hắc nhập thảo mới ra. Rồi Novo, Nô Yếc, mình có biết gì đâu. Thì đúng rồi, 10 năm thì biết cái gì đâu anh em. Mới ông 20-30 năm mới giỏi chứ Điền Tuấn 10 năm tay nghề thì biết cái gì đâu anh Nguyễn Tuấn. Hơn 10 năm còn non lắm Tuấn ơi, đúng rồi non. Thì bây giờ em xin phép anh em trong này em hỏi anh Nguyễn Tuấn bao nhiêu năm là già anh? Với anh em làm nghề bao nhiêu năm là giỏi? Còn với em bây giờ 10 năm 20 năm đéo bằng thằng 1 năm luôn, nếu nó có tư duy tốt. Anh em hiểu không? Với Đình Tuấn bây giờ làm nghề chẳng quan trọng, thằng mẹ đấy là bảo tao 20 năm. 20 năm nhưng nó không có tư duy thì 1 năm nó đập cũng chết. Thế thôi. Còn anh em anh Nguyễn Tuấn anh bảo bao nhiêu năm? 10 năm non đúng, 10 năm non. Em đâu bảo em già đâu. 10 năm non. Cứ miễn sao em gãi được FI lượm lúa là được. Đúng chưa? Hơn 10 năm còn non lắm Tuấn ơi. Ra ngoài chuyên lừa gạt mọi người học online và lừa gạt thêm FI không hở chứ Tuấn thì bỏ ưa gì, sao lừa gạt sao anh comment anh nhắn tin cho rõ em sẽ trả lời anh Nguyên Tuấn này, tí nữa rồi em vào Messenger em sẽ nói chuyện với anh. Ra ngoài nói chuyện lừa gạt mọi người học online, ở đây chẳng có lừa gạt thằng mẹ nào cả. Anh hiểu không? Con người ai ai cũng có cái đầu, bởi vì chúng ta từ cái tuổi 18 trở lên rồi, tôi đâu có lừa trẻ con phụ nữ. Tôi nói anh em phải điều tra thì mới nổ tài khoản. Được chưa? Còn 1 triệu ấy, tôi mang lại cho nhiều anh em khó khăn đăng ký khóa học. Còn nhiều người nào ghét ở, ghen ăn, ghét ở thì chấp nhận. Cứ sợ rằng chén cơm của mình đang đầy. Sợ tay ga Đình Tuấn thì mẹ nó dạy xong về nhà lại cướp mất miếng cơm. Tôi dám đảm bảo trong tương lai tôi sẽ có khóa học mà anh em mua phụ tùng tôi dạy hết. Tôi cho FI những cái thằng mà đi mẹ lau cá chén đang đầy tôi cho vơi luôn. Tôi dám đảm bảo khẳng định điều đấy. Chờ tôi đi, nếu tôi còn sống. Cứ chờ đó, nhiều anh em nào cảm thấy. Bảo tôi 10 năm còn non lắm, tôi không quan trọng là 10 năm, 20 năm, tôi chỉ còn là 1 năm thôi. Thì hãy chờ điều ấy. Bởi vì tôi có tư duy tốt, tôi có tiền nữa thì tôi chẳng có ngán cái điều gì cả. Nhiều anh em yếu, cứ chờ cơ hội của tôi. Đêm nay đang vui nói chuyện luôn, anh Nguyên Tuấn thì anh cứ tra comment. Được chưa? Chẳng có ngại, riêng tay ga thì Tuấn thì chẳng có ngại bất kỳ một cái điều gì. Nó nói là nó phải làm.
Còn nhiều người sợ bây giờ đang làm ăn ngon, sợ mất chén cơm chén đầy, thì trong tương lai mới bố phải nhả hết. Và có thể trong tương lai tôi đánh tất cả chiến lược kinh doanh luôn, đủ các loại tiểu xảo. 10 năm, cứ 1 năm sẽ có một tiểu xảo, 10 năm sẽ đánh cho anh em 10 cái tiểu xảo. Về cái kinh doanh hoặc là về cái FI, về bất kỳ một cái điều gì. Kể cả chiến thuật, có hết, đều là trong cái thẻ nhớ copy ở trong này hết. Tiếp tục anh Nguyễn Tuấn comment, cần hỏi cái điều gì. Cái riêng cái dòng mô tô phân khối lớn ấy, Đình Tuấn thua, bởi vì ở đây không có, mình không chuyên sâu. Còn cỡ những cái dòng xe SH đổ lại, phun xăng điện tử, khóa sờ mất cây, hay ABS hay cái gì không quan trọng. Nó chỉ là tích tắc, nó còn nhanh hơn hút điếu thuốc. Thôi anh Nguyễn Tuấn thôi. Em nói này anh Nguyễn Tuấn này, anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em đọc lại comment, tóm lại đừng lên trên Facebook nhé Tuấn ơi. Có Tuấn không đủ tư cách nói chuyện với người lớn. Thì ăn lớn ăn bao nhiêu tuổi thì em không biết. Bởi vì ăn nếu ăn lớn hoặc là ăn bằng tuổi em, mà cái Facebook fanpage của em like ở đây 100 người, chỉ có một mình anh comment. Thế nếu ăn lớn anh phải coi lại cái tư cách của mình, cách sống của mình. Được chưa? Hãy cho đi, hãy mang lại cái gì cho anh em thợ yếu thì mang. 100 người nhưng chỉ có mình ăn comment không có hay, thì anh phải xem lại cái tố chất của mình. Em không biết là ăn giỏi như thế nào, ăn giàu như thế nào, thì anh em mình chỉ có là nhìn nhau qua cái fanpage, ăn comment, đúng không ạ? Còn ăn giàu thì vợ ăn hưởng, gia đình ăn hưởng. Ăn giỏi thì tự động khách hàng sẽ công nhận cái điều đấy ở cái cửa hàng ăn đông. Em chẳng xin được cái gì cả, được chưa? Còn Đình Tuấn dạy online 1 triệu thì anh em học. Tôi dám nhấn mạnh anh em 1 triệu hay 3 triệu hay là mua những cái máy thì nó cũng chẳng bao giờ rơi với tham gia khoa học của tôi. Anh sinh năm 80. Có cuối năm anh em gặp mặt nói thẳng mặt luôn nhé. Đây sinh năm 1980. Được chưa? Vì mọi người biết hết về Đình Tuấn tay ga rồi nhé. Ok. Anh sinh năm 80 thì anh hơn em rồi. Vấn đề ở đây là anh em mình giao lưu, do anh comment cái gì, anh bảo em nói sai cái gì. Và em lên online ở đây em chia sẻ thì em dạy anh em 1 triệu thì nhiều lúc anh bảo bị lừa, lừa cái gì. Ông nào ở trên Việt Nam này bảo tôi lừa, tôi trả lại tiền ngay. Tiền tôi không nhiều nhưng không thiếu. 5 phút đến 10 phút bảo bị tôi lừa, mua những cái máy bị tôi lừa, mua những cái máy tôi không hỗ trợ, hay là học online của tôi bỏ ra 3 triệu hay là mua máy tặng nhóm học online, chẳng hiểu mẹ về FI cả, về nhà cứ đốt chết hết cả IC, tôi dạy bậy dạy bạ, tôi nổ hết tài khoản, tôi trả hết tài khoản. Tôi không có nhiều thì mẹ trong cái điện thoại này búng một phát gần nửa tỷ là anh biết rồi. Nó chỉ là một cái điện thoại cùi bắp, bây giờ ra bán một phát 1,5 triệu. Nhưng giá trị của nó ở trong này có cả nửa tỷ. Anh hiểu không? Em nói thật luôn. Còn FI em không biết ăn giỏi cỡ nào. Mô tô em không dám nói. Xù bo anh em không dám nói. Riêng FI ăn tới đây ăn thích cái gì? Anh em mình giao lưu. Kể cả động cơ xe ga. Nhá. Nếu nói về sửa IC nữa ăn thích, thì em tặng ăn luôn cái món IC và đồng hồ. Nếu có dịp anh em mình gặp nhau. Được chưa? Còn không có, anh em mình vẫn là vui vẻ trong cuộc chơi này, chẳng có gì cả. Nói về phun xăng điện tử, em nhắc lại một lần nữa, anh đừng có mang con su bo, đừng mang mô tô phân khối lớn, còn cứ dọc SH, anh thích cái gì, em đáp ứng hết cái vấn đề cho anh. Rồi, còn cái cách mà để kiếm tiền thì em cũng chẳng ngán thằng nào cả. Thằng nào đi nhanh thì thằng ấy thắng, em đi sau thì em nhận sau, được chưa? Nguyễn Tuấn, thầy học Biazo nhỉ? Thầy dạy học Biazo không biết nói về sạc dòng xe riêng. Biazo có cái mẹ gì đâu mà sạc ăn. Rồi, anh hỏi Biazo sạc như thế nào? Anh đừng có móc ra cái chuyện ngày xưa. Ngày xưa cách đây khoảng vài năm về trước thì tôi không giỏi về Biazo, còn bây giờ anh muốn gì về Biazo? Riêng về SH đấy chấp hết nhẹ thôi, ông giỏi, ông thua. Biazo sạc có cái gì? Được chưa? Biazo sạc có cái gì?
tôi ngửi được sạc nó chết hay không cơ. Dạ. Cách đây 5 năm về trước thì tôi không biết về Biazo, bởi vì tôi không có, còn hiện tại Biazo tôi ngửi được mùi sạc cái quặn nó chết. Riêng về SH đấy chấp nhé. Ôi ok, ăn chuyện SH em chỉ sửa xe số. Rồi bữa nào anh có khóa online nào thì ok em đăng ký học khóa. Anh dạy khóa 5 triệu thì em trả dạy gấp 10. Đã, 10 triệu. Bữa nào anh mở khóa học online thì hoặc là gặp trực tiếp thì liên hệ với em. Em đăng ký khóa. Hôm nay thì Tuấn chỉ có cười thôi, chẳng có gì phải chửi. Cuộc sống chẳng có gì chửi. Cười. Cười được cái gì thì cười. Hôm nay không cười được, ngày mai không cười được nữa đâu. Cuộc sống còn sống thì cứ cười, cứ vui đi. Được chưa? Ăn ở đâu nhỉ? Em không biết, nếu ở Hà Nội hay ở đâu có dịp thì em ghé tiệm ăn em học hỏi chút. Lúa bạc bao nhiêu thì anh cứ nói, được phát em đong ngay. Cũng ra thấy nói sao mà giờ nói vậy, nếu giải thích thì không được thì đừng có dạy online, ăn hỏi đi. Ăn đừng có làm kỹ sư thì em không trả lời được, bởi vì em ghét mấy cái thằng mà đi mẹ nói phét. Anh hiểu không? Cứ biết sao bây giờ có xe mang vào, khách hàng bảo thì mẹ nó hay chập chờn không sạc, em ơi kiểm tra chị phát, bục phát lượng lúa, hoặc là tôi ra một cái giá này anh chị có đồng ý thì làm, đúng không? Còn anh đừng có hỏi vào con sạc này nó bằng cái linh kiện gì, con sạc này nó đúc kết ra cần bao nhiêu nguyên nhân, thì anh không làm được điều đó đâu. Việt Nam này được mấy thằng làm điều đó đâu, nên đừng có hỏi. Ok, đừng có hỏi. Và đừng có hỏi, bởi em không trả lời vấn đề đó. Đừng có hỏi con IC này trong nó có linh kiện gì để nó hoạt động cho phun xăng điện tử, em không trả lời được. Em chưa được cái tầm đấy. Được chưa? Và đừng có hỏi là CKB này báo lỗi 52 tại sao nó chết cái con này. Trời, chết thì mới có thay. Được chưa? Rồi anh em nào đồng tình comment, anh em của tôi đồng tình comment, từ với cứ để anh Tuấn Nguyễn này nói hoài vậy. Anh hiểu không? Em chẳng biết được điều gì đấy. Anh em nào có biết anh Nguyên Tuấn này không? Ở Thanh Mai có anh em nào biết Nguyên Tuấn này không? Có cái hình gì một cậu bé à? Em coi này có phải quen không này? Nguyên Tuấn. À anh tên là Nguyên Tuấn hay là Nguyên Tuấn? Em là Đình Tuấn, cho anh em mình cùng Tuấn. Mà chúng ta sinh ra không đúng năm thôi. Nguyên Tuấn à, em coi anh này là ai nhỉ? Nói chuyện chia sẻ vui, anh lại vào comment bình thường chẳng có gì cả. Nguyên Tuấn, anh lại có trong fanpage của em nhỉ? Ở cái Facebook của em lại tìm anh lại không có. Nói Tuấn nghe thì anh nói em nghe, từ bấy giờ anh em mình em chưa chửi gì anh cả, đúng không? Anh bảo em 10 năm tay nghề hơi bị yếu thì em chuyện bình thường, em bảo 10 yếu. Bây giờ rồi học trò gọi là em chửi, em nói này, 1.000 người em không thể nào phục vụ được 1.000 anh em. Em nói thật luôn trong Facebook và một cái nhóm online của em ở đây em nói luôn, 1 triệu em không thể nào em phục vụ hết cả cuộc đời. 1 triệu tham gia khóa học em bao tài liệu nha. Tư duy là ở mỗi con người, em dạy hết khả năng. Nhưng 1 triệu anh em bỏ ra cả tài liệu, anh em nhận được hơn 1.000 lần như vậy. Không thể nào thì Tuấn đi cả năm được. Anh em bây giờ học của em mà anh em không đầu tư đồ chơi, không đầu tư con xe như vừa rồi em đã live stream, thì không bao giờ em hỗ trợ được. 1.000 người em đều có, luôn luôn có một cái sai sót rủi ro. 200 người đấy, 100 người đấy ghét mình, chấp nhận. Làm cuộc đời này là thế. Nghệ sĩ, họa sĩ kia còn có nhiều người ghét. Chị Phương Hằng cũng vậy. Có nhiều người thích, người nhiều ghét. Thì tư duy là ở mỗi con người nhận định. Bây giờ mới ăn học về, 3 tháng sau mới anh có xe ga. Được chưa? Mà mới anh không gọi trực tiếp, mà anh cứ đi phải Zalo với Facebook. Nhiều lúc mới anh chỉ có nhắn tin không? Thì tùy theo người tôi giúp. Tôi làm hết khả năng, cái gì tôi đang có, tôi làm được thì tôi làm. Đó. Được chưa? Không thể nào 1.000 người tôi phục vụ hết. Tôi nói thẳng luôn. Thì tất cả anh em tham gia khóa học 1 triệu tôi cũng có gọi trực tiếp từng anh em. Nhiều anh em nhắn tin: Tuấn ơi, 1 triệu này hỗ trợ cả cuộc đời không?
Không bao giờ. 1 triệu trong vòng 10 ngày kết thúc video các anh xem lại được, chấp nhận cuộc chơi. Hay kể cả cộng cáp để mở tour, nó bị lỗi thì mới có 300 ngàn thì các anh phải thay. Nhiều lúc các anh tính toán cái số tiền nó quá nhỏ thì tôi thua. Ok, vợ yêu đêm muộn, vợ gọi đêm muộn. Đấy. Và bây giờ Tuấn phải về nhà nghỉ ngơi, chứ không phải là không bình luận với gì với anh. Thì Tuấn bây giờ bỏ rồi, còn ngày xưa như vậy là bị chửi ngay. Anh hiểu không? Còn bây giờ tình nghĩa anh em, tất cả là anh em hết. Đấy. Cuộc sống này thì Tuấn không bao giờ làm trọn vẹn được ai cả. Và kể cả tài liệu cũng vậy. Nhiều anh em bảo mua 500 ngàn tài liệu không biết gì, thì bây giờ anh em đóng thêm 500, thêm 500 nữa là học chục tài liệu mua của tôi, đóng thêm 500 và học. Quá ok gì nữa. Đấy. Nên anh em phải cứ nghĩ rằng 500 1 triệu nó không có to. Về nhà bắt được cái ban bận, kiểm tra biết rằng IC chết, mô bin xuyền trước, kim phun chết, thông số điện hàn, ok, là cái vui vẻ rồi. Nó trực tiếp ở đây nó khác nha. 1 triệu không thể nào được nhiều hơn được. Bởi vì các bạn không thể nào tự ngón tay đụng vào những con xe của tôi được. Đấy, các bạn chỉ cần nhìn qua mặt ảnh thì các bạn phải nhìn tới đâu, ngày mai các bạn phải có xe. Hoặc là 2-3 ngày sau các bạn phải có đồ chơi để các bạn làm. Và cái quan trọng này đôi tay. Học hiểu nhưng đôi tay phải làm được. Và đôi mắt. Đó là cái quy luật. Còn các bạn học giỏi ở đâu tôi không cần biết, nhưng đôi tay các bạn làm không được, nó không có cảm giác thì nó không thành công thôi. Chưa quen thì chưa thành công. Có anh Nguyễn Tuấn này, hay em không biết anh lại chấp vạch cái vấn đề gì đấy, hoặc là anh bảo 10 năm nó nhỏ nhoi, SH tôi không là gì, thì anh giỏi thì anh cứ làm tốt ở khu vực, được chưa? Đấy. Đó là cuộc sống thế thôi. Thì hôm nay tôi vô tình tôi chia sẻ anh em, thì hồi giờ lâu lâu thì tôi lại gặp một người, chẳng sao cả. Đấy. Nghỉ thôi mình ơi, ok chồng về liền. Đấy, vợ gọi. Còn tôi nói thật sự luôn, nhiều người, tôi xin phép những anh em nhá, những anh em khác mà luôn luôn tin tưởng tôi nhá, tôi không dạy cái phun xăng điện tử, tôi không bán hàng, tôi không bao giờ chết. Nhưng đấy là một cái đam mê, cái nghề sửa xe này, anh em tin tôi thì tôi vẫn đi với anh em. Thì anh em ủng hộ tôi thì chất định tôi phải có tiền. Đúng không? Tôi có tiền thì anh em sẽ có kiến thức. Gọi là tình nghĩa anh em có, nó có qua có lại. Tuy anh em mình chưa gặp nhau trực tiếp tại cửa hàng tôi để uống chén bia, chúng ta giao lưu. Chúng ta chỉ có gặp nhau trên cái màn hình nhỏ. Tôi dạy, các bạn nhìn. Nhiều lúc tôi hài hước, tôi nói nọ nói kia, anh em vui là tôi cảm thấy sướng. Ok. Đấy. Còn cuộc sống này, chúng ta phải đi tìm hiểu. Hãy chọn những người nào mang lại sự cảm giác cho chúng ta, có quyền chọn. 100 người bán thì hàng ngàn người mua. 10 người bán tôm cá thì ngoài chợ. Có một mình chúng ta đi chợ thì chúng ta phải đi vòng vòng. Cảm thấy cá, cảm thấy chị nào phục vụ tốt thì chúng ta mua. Bởi vì 10 người bán cá, chỉ có một người đi chợ. Thì đương nhiên, một người phải lựa chọn trong 1 đến 10 người đó. Không thể nào một người đấy mua 10 người này được. Đấy chứ, chúng ta phải có quyền lựa chọn. Thì các anh hãy lựa chọn đi. Đúng không ạ? Hãy lựa chọn người nào tốt đi. Đó, cảm thấy tôi không tốt thì loại trừ tôi ra. Thế thôi, cho nó vui vẻ. Còn các bạn trả tiền, các bạn sẽ được nhận. Tôi làm được hết cái khả năng gì tôi làm. Kể cả máy tôi nâng cấp, tôi hỗ trợ được cái gì tôi làm hết khả năng. Riêng về vấn đề máy trục trặc, ngày hôm qua không được thì hôm nay tôi phải làm hết khả năng cho các bạn. Những đồng tiền các bạn chuyển khoản 5-10 triệu, 20 triệu, tôi đảm bảo không để anh em phải rớt một ngàn. Được chưa? Đó là cái uy tín tôi sống. Còn người nào hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì phải chấp nhận. Rồi, cuộc live stream của đến tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Luôn luôn chúc mọi người có một sức khỏe bình an, hạnh phúc, ấm no. Tiền nhiều thì tốt, hãy sống tốt đi. Còn cảm thấy tôi xấu thì loại trừ tôi ra, chặn luôn Facebook. Chặn luôn. Rồi, anh Nguyễn Tuấn cảm thấy anh không thích thì anh chặn em luôn. Em chẳng có gì mà thích ngày mai nói chuyện cả, bởi vì anh em mình với một miền. Nếu Tuấn sai cái gì thì anh phải nói cái sai. Đúng không? Từ bấy giờ chắc có thể là anh ghét cái gì anh cứ comment nhắn tin ở đây liên tục. Đấy. Ok. Thích có gì gọi điện thoại đi Tuấn. Thế thôi.
chẳng có cái gì cả. Sai, nói Tuấn sai cái này. Còn vấn đề ở đây nghề với em không quan trọng. Một thằng làm nghề em nói này, có tuổi cha tuổi chú em 30 năm, em dám đập một phát chết luôn nếu không có từ gì. Với một người học nghề một năm, đừng bao giờ người nào coi thường ở trạng thái 20 năm, coi thường thằng nhỏ mới học nghề một năm, nghĩ nó ít kinh nghiệm, nhưng mẹ nó khôn khá là nhiều. Bởi vì tư duy nó tốt, xử lý phút sanh điện tử tốt. Nhà anh Nguyên Tuấn chẳng có gì cả, anh em cứ vui vẻ mà sống, cứ thoải mái đi, có gì ghét thì nói luôn, cho trong lòng này chẳng phải giữ. Rồi, những anh em của Điền Tuấn vẫy tay chào, và Điền Tuấn vẫy tay chúc anh Nguyên Tuấn luôn luôn sức khỏe, ngủ ngon. Được chưa? Ăn giỏi rồi thì hãy làm giỏi hơn nữa. Được rồi. Ok. Rồi Tuấn Trần, đêm mai chúng ta lại gặp nhau. Thế thôi. Không bao giờ tôi làm trọn vẹn được. 1.000 người luôn luôn phải xác suất cho 200 người luôn. 200 người ở Việt Nam này cứ ghét tôi, chửi tôi thoải mái. Ok. Chù rủa tôi thoải mái. Chẳng sao cả. Cuộc sống này tôi làm hết rồi. Có nhiều người thì gọi Zalo không được phát, ghét tôi luôn. Thì gọi trực tiếp cho tôi hoặc là Facebook cho tôi một cái thử xem nào. Gọi một phát không được, ghét tôi luôn. Chấp nhận cuộc trời, nhớ như làm như thế. Được chưa? Tuấn Trần, em không cần phải gọi anh bằng thầy. Được. Anh ghét nhất ở trên Việt Nam là gọi anh bằng thầy. Để mất công anh Nguyên Tuấn anh nói luôn. Anh lớn hơn em cứ gọi anh là anh được. Được chưa? Không cần phải gọi thầy. Em mua máy của anh có trách nhiệm dạy em 15 đêm. Trách nhiệm anh hướng dẫn em sử dụng máy. Anh em mình tình nghĩa với nhau, có dịp chúng ta sẽ gặp nhau. Thế thôi, em không cần phải gọi anh thầy, mất công để người ta la. Rồi. Không, nói chuyện vui chút xíu bà xã. Rồi, vợ Điền Tuấn để đường dây nóng 0909 755 993. Anh em có gì bùa vây gì, chửi gì thì gọi điện thoại gọi trực tiếp chửi luôn. Hoặc đồng thời vào Zalo 0909 755 993 chửi luôn. Đúng không ạ? Hãy là một người đàn ông đích thực. Ok, hãy sống cho nó thoải mái. Xin chào. Và sorry làm phiền nhiều anh em của Điền Tuấn phải thức khuya ở trạng thái tới hơn 12 giờ. Coi cái buổi livestream trên fanpage gần 12 giờ, 2 phút nữa đúng 12 giờ. Rồi, mai gặp lại nha. Ok, vậy đúng rồi. Cúp offline. Vui vẻ đi, có gì đâu. Sướng cho nó sung sướng. San Huệ, Tuấn ơi, nó đi thôi, ngủ ngon. Rồi, bye bye.